Xin hân hoan chào đón quý vị khán giả, quý nhà đầu tư, quý khách hàng cũng như là các bạn chuyên viên kinh doanh đang tham dự chương trình tọa đàm cơ hội trong rủi ro số thứ hai của chúng tôi. Xin gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến quý vị và các bạn trong buổi sáng chủ nhật cuối tuần của tuần cuối cùng tháng 9 đã gần sắp trôi qua trong nhiều cảm xúc. Chương trình của chúng tôi hôm nay được truyền trực tiếp trên fanpage của Thanh Long Bay, fanpage của Kinh tế Sài Gòn Online, kênh YouTube Nam Group và trên nền tảng họp trực tuyến Zoom. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày cuối cùng của tháng 9 với kỳ vọng những điều kiện, những nới lỏng về giãn cách được thực hiện và các lộ trình, các kế hoạch cũng đã được thành phố chuẩn bị một cách chu đáo để chúng ta từng bước quay trở lại cuộc sống bình thường mới. Và tôi nghĩ là đó là cái điều mà tất cả tôi cũng như các bạn đang rất là quan tâm. Quay trở lại với chương trình hôm nay thì tôi nghĩ là một chủ đề của tọa đàm sẽ được quý vị và các bạn cũng như tôi đây cũng như các diễn giả sẽ rất là quan tâm, đó là đầu tư bền vững và sống chất lượng tại ngôi nhà ven biển. Trong chương trình hôm nay đến với tọa đàm thì tôi xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ kiến trúc sư Phạm Phú Cường, trưởng khoa kiến trúc Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Cường cũng là phó chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào ông Cường. Một vị khách mời cũng tham dự cùng chúng ta hôm nay là tiến sĩ kiến trúc sư Vũ Việt Anh. Ông Vũ Việt Anh đang là giám đốc thiết kế công ty TA Landscape Architecture, đơn vị gắn liền với tên tuổi công trình cầu vàng Bàn Tay Vàng ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Xin chào ông Việt Anh. Vâng, xin chào anh Nam Hưng cùng toàn thể khán giả có mặt ngày hôm nay. Xin giới thiệu đến với tọa đàm ngày hôm nay còn có bà Huỳnh Thị Linh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bất Động Sản Nam Len. Xin chào bà Linh. Xin chào Nam Hưng và xin chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trực tuyến sáng nay ạ. Tôi xin được nhắc lại để quý vị tiện theo dõi chương trình của chúng tôi được truyền trực tiếp trên fanpage của Thanh Long Bay, fanpage Kinh tế Sài Gòn Online, kênh YouTube Nam Group. Tọa đàm hôm nay do Nam Group tổ chức, được sự hỗ trợ truyền thông bởi tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Trước khi bắt đầu vào chương trình, tôi có một câu hỏi và cũng là một thắc mắc. Và tôi nghĩ là nhiều khán giả ở đây cũng sẽ thắc mắc là tình hình hoạt động của các anh chị đang làm việc trong ngành bất động sản cũng như những ngành liên quan bất động sản hiện nay như chỗ chị Thùy Linh, chỗ anh Vũ Cường và anh Việt Anh trong cái thời gian giãn cách vừa qua. Quý vị có thể chia sẻ những cái ý kiến của mình cho khán giả theo dõi. Chắc là dạ, xin mời thầy Cường nói trước ạ. Dạ, dạ, thầy Cường. Rồi, cảm ơn cô Linh. Thì riêng bản thân tôi thì là thời gian dịch vừa qua thì tự nhiên là thấy là mình cái thời gian làm việc có thể nó lại nhiều hơn so với trước đây nữa. Trước đây thì mình làm 8 tiếng để hết giờ mình về, còn bây giờ thì là nhiều khi xong cuộc họp mình nhìn đồng hồ lại tới gần nửa đêm rồi, để cũng không còn khái niệm là ngày thường hay ngày cuối tuần hay ngày nào cũng ngày làm việc. Dạ, cảm ơn anh Cường. Xin mời anh Việt Anh, xin mời anh chia sẻ ý kiến của mình. Vâng, thì tôi nghĩ là cũng giống như thầy Cường, cũng giống như anh Nam Hưng này, thì tất cả chúng ta đều đang ở tại chỗ
hầu như là không hề di chuyển ra khỏi cái ngôi nhà của mình. Và chúng ta hỏi cái thời gian, khái niệm về thời gian làm việc hay là thời gian nghỉ ngơi, tất cả nó đang nhòa lẫn vào với nhau. Và cái kênh gọi là thông tin hàng ngày mà chúng ta theo dõi cũng không gì khác, chỉ có một cái thông tin về đại dịch, và tất cả mọi người đều mong muốn là chúng ta sẽ sớm vượt qua cái hoàn cảnh này. Tuy nhiên thì không phải vì là đại dịch mà chúng ta bỏ qua đi cái việc làm việc của mình, cũng như là cái suy nghĩ về làm sao để cho công việc nó tốt hơn. Mà tôi nghĩ là cái cơ hội được gặp gỡ anh và chị Linh cùng với thầy Cường để trò chuyện trong cái buổi ngày hôm nay, nó cũng là một cái sự đổi mới mà chúng ta đang cố gắng để thích nghi với tình hình mới, và chúng ta cũng đang trải nghiệm với nó, thì cũng đang đòi hỏi cái sự thích nghi nhiều hơn, và cũng đang enjoy cái sự thích nghi đấy theo lộ trình gọi là bình thường mới. Dạ. Bản thân ở Nam Group thì trong cái thời điểm này á, thật sự là chúng tôi đang tận dụng cái thời gian mà tạm lặng của thị trường để mà tranh thủ để cho ra những cái dự án mới, và cũng giống như thầy Cường, cũng giống như anh Việt Anh, thì bản thân bên chúng tôi thì cái thời gian làm việc dường như nó nhiều hơn. Hầu như là có những cái hôm mà những cái cuộc họp buổi trưa thì nó kéo dài đến 1 giờ trưa, hoặc là có những cái cuộc họp buổi chiều thì nó kéo dài đến 7, 8 giờ tối. Thì cái có nghĩa là có vẻ như là tôi đang cảm giác là cái năng suất làm việc thì nó cao hơn bình thường, chắc là khoảng 30-40% đấy. Nói chung là thời gian làm việc ở nhà thì là một cái thời gian mà để chúng tôi có một cái tận dụng được thêm nhiều thời gian để mà nghiên cứu, để đào sâu suy nghĩ làm mọi việc nó tốt hơn. Đó là tình hình làm việc của Nam Group ạ. Dạ, cảm ơn chị Linh, cảm ơn anh Phạm Quốc Cường và anh Vũ Việt Anh. Cảm ơn các chia sẻ của quý vị đến với lại khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta hôm nay. Thì như quý vị cũng biết, trong cái thời gian đại dịch kéo dài nhiều tháng vừa qua thì chúng ta buộc phải có những cái thích nghi với tình hình mới, chúng ta buộc phải có những cái phương thức làm việc để phù hợp với tình hình mới. Nhưng trên hết, các những cái điều kiện về giải trí, vui chơi của chúng ta bị giới hạn bởi những yếu tố khách quan, và cụ thể là những cái biện pháp giãn cách để phòng chống dịch bệnh. Thì như quý vị có theo dõi ngay từ đầu thì chúng tôi có chiếu những cái clip về biển. Tôi thấy những phong cảnh rất là đẹp, những cái khung cảnh rất là hữu tình, tình thơ, và những nơi là đáng để chúng ta giải trí. Nhưng mà rất tiếc là nhiều thời gian, nhiều tháng qua, 3-4 tháng qua rồi, chúng ta chưa được đi ra ngoài những khu vực này. Thì để hôm nay chúng tôi cũng sẽ bàn đến một vấn đề liên quan tới biển, như đã nói từ ban đầu. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu vào chương trình với nội dung của tọa đàm là cơ hội đầu tư bất động sản ven biển. Như trả lời vừa rồi của các vị diễn giả thì có vẻ như các vị và các công ty của mình, các công ty đầu tư phát triển bất động sản cũng như các công ty liên quan đều đang rất là bận rộn trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, theo quan sát của tôi về mặt thị trường thì thấy tình hình có vẻ khá bình lặng. Thực tế thì tình hình như này tại một đơn vị phát triển bất động sản như Nam Rút thì sao? Câu hỏi này xin dành cho Linh. Thực sự thì tình hình của Nam Group thì khoảng từ tháng 6, từ khoảng cuối tháng 6 cho đến tháng 7, đầu tháng 8 thì chúng tôi là cũng là khá bình lặng, tại vì cùng chung với cái diễn tiến dịch của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là bắt đầu từ khoảng cuối tháng 8 trở lại đây thì chúng tôi đang thấy sự ấm lên trở lại của thị trường, và tôi đang, và bản thân tại Nam Group chúng tôi cũng đang đón nhận những cái sự quan tâm của khách hàng cũng rất là nhiều, cũng khá là nhiều, có nghĩa là nhiều hơn, nói chung là so với thời điểm bình thường trước đây thì nó sẽ có thể là không bằng, nhưng mà so với thời điểm bình lặng của tháng 6, tháng 7, cuối tháng 6, tháng 7 và đầu tháng 8 thì tôi nghĩ là đó là những cái dấu hiệu tích cực cho thấy cái sự ấm lại và một cái sự kỳ vọng mới của những nhà đầu tư dành cho của nhà đầu tư và của cả khách mua nữa dành cho thị trường bất động sản. Như vậy thì chị đã vừa đề cập đến cái việc là ấm lại, thị trường ấm lại, thì liệu theo chị thì đến khi nào thị trường bất động sản có thể ấm lại?
Thật sự thì trước đây trong cái giai đoạn mà từ 2019 cho đến đến đầu khoảng trước tháng 6 năm 2021 thì bản thân cá nhân tôi và bản thân là cũng rất là nhiều những cái người mà những cái người làm và đại diện của những cái đơn vị phát triển bất động sản trên thị trường á, thì họ cũng rất là lạc quan về cái tình hình thị trường. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là cái nền kinh tế đang có những cái chuyển tiến, những cái tiến triển rất là tốt. Ví dụ như chúng ta thấy là về mặt FDI nè, chúng ta đang thu hút những chúng ta đã thu hút được những cái thương hiệu rất là lớn trên thế giới, ví dụ như là Samsung, ví dụ như là Apple, Panasonic, Nintendo, vân vân. Đó là những cái tín hiệu rất là tích cực, và bản thân là thị trường bất động sản trong cái thời điểm đó cũng phản ánh rất là rõ nét cái điều này. Mặc dù là năm 2020 chúng ta bị ảnh hưởng về dịch, cả thế giới bị ảnh hưởng về dịch, nhưng mà bản thân là trên trên thị trường bất động sản cá nhân của tôi á, thì tôi trong năm 2020 là một cái năm rất là thành công, và bản thân là những cái sản phẩm mà tôi đảm nhiệm năm đó thì năm ngoái á, thì nói chung là về cái tốc độ bán hàng và cái sự quan tâm của thị trường rất là tốt. Tuy nhiên là bắt đầu từ từ cuối tháng 7 đến nay, từ cuối tháng 6 đến nay, từ cuối tháng 6 đến 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 nay là cái trước mà những cái diễn tiến dịch nó rất là phức tạp hiện giờ trên thị trường á, thì chúng ta thấy là các cái dự báo thay đổi rất là nhanh. Bản thân là ví dụ như là ở ngân hàng phát triển châu Á thì vẫn là đã lần thứ ba rồi đã hạ cái mức tăng trưởng của Việt Nam, và hiện giờ là họ hạ cái mức tăng trưởng của Việt Nam xuống chỉ còn là 3,8% thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cá nhân của tôi á, thì bản thân tôi cũng đi qua cái thời thị trường bất động sản những cái thời điểm mà gọi là khó khăn nhất, và tôi vẫn tin rằng cái về chung và dài hạn thị trường bất động sản vẫn là sẽ tiếp tục phát triển. Vì sao? Vì tôi nghĩ là bản thân bây giờ Việt Nam rất là khác sau thời điểm là 3 4 năm trước. Thứ nhất á, là chúng ta đã trở thành một cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi giá trị sản xuất trên thế giới. Và chúng ta thấy là cùng với những cái quyết tâm của chính phủ trong cái việc là phủ rộng cái việc tiêm vaccine từ cuối 2021 cho đến là 2022, và tôi nghĩ là cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bắt đầu trở lại từ từ kể từ tháng 10 kể từ tháng 10 năm nay. Và kinh tế của Việt Nam cũng sẽ từng bước đi lên, thì vì bản thân những cái đơn vị quan tâm, ví dụ những đơn vị FDI họ đã xây dựng nhà máy, họ để chuyển những cái hoạt động kinh doanh, thì bản thân đây là cái thời điểm mà bắt đầu một cái điểm đầu để mà chúng ta bước lên một cái chu kỳ phát triển mới. Và cái điểm thứ hai mà tôi thấy là hiện giờ thị trường bất động sản nó cũng có rất là nhiều những cái hỗ trợ cho cái người mua nhà. Ví dụ như là cái lãi suất ngân hàng thì hiện giờ là tôi thấy là nó tương đối ổn định, chỉ ở mức là từ khoảng 9,2 cho đến 9,5% thôi, thì đây là vẫn là một cái mức rất là thấp so với 10 năm qua. Và bản thân là những chủ đầu tư hiện giờ cũng ngay trong cái thời điểm dịch này, những chủ đầu tư, những đơn vị phát triển, những đơn vị kinh doanh bất động sản ngay trong cái thời điểm dịch bây giờ họ bắt đầu họ đưa ra những cái chương trình rất là hấp dẫn để thu hút người mua, thì tôi nghĩ là đây là cũng là một cái cơ hội, mặc dù là nó vẫn là những cái rủi ro của cái tình hình dịch, nhưng mà cũng là những cái cơ hội dành cho những ai mà ok họ vẫn còn có khả năng để mà đầu tư. Và cái điều thứ ba mà tôi tin là thị trường bất động sản vẫn là sẽ phát triển trong chung và dài hạn, là vì đó là cái sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Bản thân là tôi nghĩ là năm 2021 và năm 2022 này sẽ là một cái năm bản lề của bất động sản. Vì sao? Vì chúng ta sẽ thấy là bắt đầu từ năm 2021, ví dụ như tại cái khu vực Đông Nam Bộ đi nha, thì tôi đang thấy là bắt đầu từ năm 2021 2022 trở đi á, là bắt đầu một loạt những cái hạ tầng giao thông quan trọng sẽ được bắt đầu là dần dần hoàn thiện. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là cái cao tốc Phan Thiết, cao tốc Bến Lức Long Thành chẳng hạn, là khoảng trong năm nay hoặc năm sau, đầu năm sau là họ có thể hoàn thành rồi. Hoặc là cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì cũng họ cũng dự kiến là cuối năm 2022, hoặc là cái tuyến đường ven biển quốc gia DT719 thì họ cũng dự kiến là hoàn thành cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2023, hoặc là tiếp theo đó là tới năm 2025 là quý vị cũng có thể thấy là chúng ta sẽ có thể là cái giai đoạn 1 của sân bay Long Thành đã đưa vào hoạt động, và cái một phần của phần sân bay Phan Thiết cũng đã có thể đưa vào khai thác. Thì đó là một cái những cái tín hiệu về hạ tầng, về kết nối giao thông rất là lớn để mà thúc đẩy cái việc phát triển, nó cùng với kinh tế thì hạ tầng sẽ là một cái điểm cộng rất là lớn để mà phát triển cái bất động sản trong chung và dài hạn. Cảm ơn chị Linh.
Tuy nhiên nhưng mà tôi thì bản thân là thời điểm gần đây tôi có xin một cái câu hỏi ngược lại chỗ anh Nam Hưng, với vai trò là một người làm trong lĩnh vực kinh tế, một nhà báo trong lĩnh vực kinh tế, thì tôi đang thấy là hiện giờ có khá là nhiều những cái thông tin trái chiều, mặc dù là tôi thì tôi rất là tích cực rồi đó, nhưng mà cơ bản là tôi thấy là rất là nhiều trang tin cũng một số trang báo họ nói họ đưa ra những cái thống kê rất là rất là đáng lo lắng. Ví dụ như là vừa rồi tôi mới đọc một cái tin là khoảng 20% doanh nghiệp FDI là chuẩn bị rời Việt Nam, rời khỏi Việt Nam. Thì bản thân Tuấn hỏi ngược lại anh Hưng là nhận định của anh như thế nào đối với những cái vấn đề này, những cái thông tin trái chiều như thế này? Cảm ơn chị Linh. Hôm nay tôi hỏi các quý vị và bây giờ thì có quý vị hỏi lại tôi. Thì tôi xin trả lời luôn là dưới cấp độ của một người làm báo và nắm các thông tin cũng như là đăng tải các thông tin để phục vụ người đọc. Liên quan tới cái việc 20% doanh nghiệp FDI rời khỏi Việt Nam, thì theo tôi biết đây là một khảo sát của Phòng Thương mại Hoa Kỳ, tức là AmCham Việt Nam và Eurocham, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam. Có khoảng 16-20% doanh nghiệp FDI chuyển một số hoạt động sản xuất của họ ra khỏi Việt Nam. Nhưng mà đây là 16-20% doanh nghiệp tham gia khảo sát. Chúng ta lưu ý là như vậy, đây là số doanh nghiệp tham gia khảo sát trả lời, chứ không phải là tổng số doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Và cũng các chuyên gia này nhận định là cái việc mà chuyển đổi như vậy, chuyển đổi sản xuất như vậy ra khỏi Việt Nam trong cái thời gian này nó mang tính thời vụ. Khi mà họ đáp ứng, họ chuyển đổi để họ đáp ứng được các đơn hàng trong những cái hợp đồng đã ký kết của họ, thì nó mang tính thời vụ. Và nó tất nhiên là chúng ta không có quá lạc quan đâu, lạc quan theo kiểu là bằng mọi giá chúng ta sẽ tốt hết. Nhưng mà tôi nghĩ là mình rõ thông tin như vậy và mình hiểu được như vậy thì phần nào đó mình sẽ giữ vững được cái niềm tin và các kỳ vọng của mình. Cái thứ hai nữa thì Tổng cục Hải quan có thống kê trong tháng 8 vừa qua đó, thì cái khu vực mà đầu tư nước ngoài FDI á duy trì mức tăng trưởng xuất khẩu tương đương, tôi nhớ đâu đó là khoảng 3,3%, tức là 3,3% so với cái cùng kỳ năm trước, mặc dù là chúng ta đã trải qua những cái có thể gọi là bất ổn về tình hình kinh tế các kiểu trong cái cơn đại dịch vừa qua. Rồi như chị Linh hồi nãy có nói là về cái dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. ADB vừa rồi họ có mới đây thôi họ có đưa ra một cái dự báo là kinh tế tốc độ tăng trưởng chúng ta năm nay nó giảm xuống còn khoảng 3,8%. Nhưng mà rất lạc quan là họ dự báo luôn là vào khoảng năm 2022 thì cái con số này nó lên tới 6,5%. Thì tôi nghĩ đó là những cái tín hiệu lạc quan. Thì xin được phép nói thêm là trước những cái khó khăn, trước những cái trở ngại của sản xuất kinh doanh, thì 14 hiệp hội lớn trong nước, các ngành trong nước cũng như là các hiệp hội lớn của nước ngoài vừa qua thì họ có gửi kiến nghị đến Thủ tướng để đưa ra các tháo gỡ các khó khăn cho việc tái sản xuất các kiểu. Rồi Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành một cái chỉ thị số 26, chỉ thị số 26 để các bộ ban ngành theo đó, các địa phương theo đó mà nghiên cứu và đưa ra những cái biện pháp tháo gỡ phù hợp với lại tình hình kinh tế phát triển chung của địa phương cũng như chung của cả nước. Thì như vậy tôi thấy nó là những cái dấu hiệu mang cái tính kỳ vọng về kinh tế. Mặc dù chúng ta như đã nói là chúng ta đã trải qua một thời gian khá dài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Cảm ơn Nam Hưng. Còn về nói thêm một cái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh chúng ta thì các vị cũng đã biết các phương tiện truyền thông cũng như là cái kênh truyền thông của thành phố cũng được chính phủ cũng đã đăng tải là thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã có một cái kế hoạch, cái lộ trình đo bước cho việc quay trở lại cuộc sống bình thường mới từ hôm nay cho tới khoảng giữa tháng 1 của đầu năm 2022, tức là vài tháng nữa. Thì khi mà dưới góc độ của tôi nghĩ là khi chính quyền đưa ra các cái lộ trình như thế này thì cũng phải dựa vào những cái gì chúng ta đã đạt được, những cái chúng ta đã đạt được mà nhìn thấy rõ, các vị cũng thấy rõ là thành phố của chúng ta đã tiêm vaccine cho người dân rất là cao,
hầu hết người trên 18 tuổi thì đều đã tiêm vaccine, và trong đó cái tỷ lệ người tiêm mũi tức là tiêm đủ liều cũng là khá nhiều. Thì ngày hôm 24 tức là cuối tuần vừa qua thì trong cái buổi họp trực tuyến về của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 quốc gia thì Bộ trưởng Y tế có thông báo là chúng ta đã chích được đây khoảng 37 triệu liều vaccine trên toàn quốc. Thì tôi nghĩ với những con số như vậy, những cái dữ liệu như vậy, nó cho thấy là chúng ta đủ một cái kỳ vọng và một cái tương lai sắp tới, có thể là cái kế hoạch mà ba bước của thành phố Hồ Chí Minh là tới khoảng giữa tháng 11, giữa tháng 1 của năm sau, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng là nó sẽ sớm hơn. Và tôi nghĩ là các vị cũng như tôi, đó là sự tin tưởng và cái sự như vậy. Được chưa chị Linh? Tôi nghĩ là rất là đầy đủ và vượt qua mong đợi của tôi ạ. Dạ, cảm ơn chị Linh. Thì chúng ta xin phép quay lại cái nội dung chính của cái buổi tọa đàm hôm nay. Thì nói về cái trục đường ven biển quốc gia, tôi có một cái thắc mắc là tại sao quá nhiều dự án bất động sản nghỉ dưỡng trên cái trục đường này. Liệu là với góc nhìn của các vị thì nó có gây ra một cái cuộc khủng hoảng thừa về cái sản phẩm loại hình hay không? Câu hỏi này xin một lần nữa xin mời chị. Thật sự thì đây là một cái câu hỏi mà tôi cũng nhận được khá là nhiều. Và cơ bản thì về những cái người mà làm trong cái ngành bất động sản như chúng tôi á, thì chúng tôi thấy là thật ra là những cái dự án hiện giờ họ phát triển cũng là có những cái dựa trên những cái nhận định của họ về cái thị trường, sự phát triển sắp tới trong thị trường bất động sản. Ví dụ như là mọi người có thể thấy là bản thân là cái trục đường ven biển quốc gia thì nó liền kề với cái vùng tứ giác kinh tế gồm là Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là cái vùng mà có một cái lực kinh tế rất là tốt từ lâu rồi, và bản thân là cái tổng cái GDP ở đây á, đã chiếm gần 50% của GDP của quốc gia, và tất cả những cái địa phương ở đây, bốn cái địa phương ở đây á, thì là đã chiếm là nằm trong top 10 về thu hút FDI của cả nước. Và mọi người thấy là các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu rất là lớn, và ở đây là nó có một cái lực kinh tế rất là lớn để mà có thể là hỗ trợ cho những cái bất động sản trên cái trục đường ven biển quốc gia trong tương lai. Và bản thân là mọi người một cái điểm nữa mọi người cũng có thể thấy là cái sự mà phát triển cái kết nối vùng á. Ví dụ như là trước đây thì dựng tất cả những cái khu du lịch nghỉ dưỡng trên cái đoạn là từ Bà Rịa ra ngoài Phan Thiết thì đa số là đón phần lớn là những khách nội địa, hoặc là một số những cái khách truyền những khách truyền thống từ Nga, họ quen với Phan Thiết rồi họ qua đây. Thì hiện giờ với cái việc mà hình thành cái sân bay quốc tế Long Thành thì chúng ta tương lai chúng ta có quyền hoàn toàn có thể là kỳ vọng là chúng ta sẽ đón những lượng du khách quốc tế qua cái vùng biển Nam Trung Bộ này. Hoặc là sân bay Phan Thiết cũng là hình thành trong tương lai thì chúng ta sẽ đón thêm được những cái lượng khách từ phía Bắc vào. Cho nên là tôi tin là cái tiềm năng du lịch này cũng là đủ, là một cái cũng là cái cơ sở mà có thể nói là cơ sở thứ hai để cho các đơn vị phát triển bất động sản họ tự tin để mà phát triển những cái dự án trên cái trục đường này. Và một điểm nữa mà tôi nghĩ là cũng không thể bỏ qua nữa, đó là cái chiến lược của quốc gia trong cái việc đưa cái vùng tứ giác Đông Nam Bộ này trở thành một cái trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa của khu vực Đông Nam Á. Và chúng ta có thể thấy rõ ràng là ví dụ như sân bay quốc tế Long Thành đi, là một trong những sân bay quốc tế lớn và được mong đợi đứng thứ 10 trên thế giới. Hoặc là hệ thống cảng biển Thị Vải Cái Mép với cái chiều dài là gần 20 km, kéo dài từ Đồng Nai ra Bà Rịa Vũng Tàu, cũng là một cái hệ thống cảng biển rất là lớn và là hệ thống cảng biển nước sâu đứng thứ 19 trên thế giới. Thì thật ra là tôi nhắc hơi xa một chút xíu, nhưng mà chúng ta có thể thấy là cái logistics á, của khu vực này rất là phát triển, và logistics nó sẽ là một cái gọi là một cái bệ phóng để cho cái việc phát triển kinh tế và công nghiệp của vùng và cũng như là phát trong tương lai. Mà mọi người có thể thấy là hiện giờ á, là với cái sự mà phát triển của những cái tuyến cao tốc kết nối nè, những tuyến đường vành đai từ Bình Dương ra cái khu vực Đông Nam Bộ, ở cái khu vực Đồng Nai nè, ra khu vực cảng nè,
rồi sự phát triển của cảng, sự phát triển của sân bay, thì chúng ta thấy là cái hệ thống những cái khu công nghiệp á, ở phía Nam á, đang phát triển rất là nhanh, đang để mà đón những cái nhà đầu tư mới. Ví dụ như là chúng ta thấy là trước đây là khu công nghiệp tập trung chủ yếu là ở Bình Dương, Đồng Nai, ở Bà Rịa thôi, nhưng mà bây giờ họ khu công nghiệp nó đang mở rộng ra với những cái diện tích rất là lớn, ví dụ như ở tại Long An, ở tại Bình Thuận, ở tại Bình Phước, vân vân đó. Nó tất cả những cái điều này cho chúng ta thấy là một cái sự phát triển kinh tế rất là tốt trong tương lai, và một cái đó là lý do tại sao mà ngân hàng thế giới dự đoán rằng là đến năm 2026 thì khoảng là 26% dân số Việt Nam sẽ là thuộc tầng lớp trung lưu. Có nghĩa là chúng ta thấy là cái nền kinh tế nó có những cái triển vọng rất là lớn trong trong vài năm, trong những cái năm kế tiếp. Đó là lý do tại sao mà những cái nhà phát triển bất động sản họ đón cái xu thế mới. Tương lai thì Việt Nam tôi nghĩ là cũng sẽ như những cái nước đang phát triển khác, hoặc là những nước phát triển khác, có nghĩa là đối với tầng lớp trung lưu thì cái nhu cầu của họ là ngoài cái ngôi nhà đầu tiên thì họ sẽ mong muốn có một cái ngôi nhà thứ hai dành cho gia đình. Đó là một cái cơ hội mới mà các nhà phát triển bất động sản họ nhận thấy được. Và một cái điểm cuối cùng là tôi nghĩ là cái lợi thế trên cái trục đường ven biển quốc gia mà đoạn từ Bà Rịa ra Phan Thiết đó là chính là cái lợi thế là nắng ấm. Ở đây thì là 300 giờ ngày nắng ấm mỗi năm. Thì bản thân là không nhiều cái vùng biển nó có được lợi thế như thế này, vừa nắng ấm, vừa biển êm, rất là ít bị bão. Rất là khác so với những cái vùng biển khác, nhưng mà từ Phú Yên trở ra chúng ta thấy là vẫn thường xuyên hay bị bão. Thì ở trong cái vùng mà từ Phan Thiết trở vô thì chúng ta là nắng ấm, rất là ít bão và rất là tiện để khai thác du lịch. Thì với những cái lợi thế từ hạ tầng, từ kinh tế, từ công nghiệp nó sẽ hỗ trợ trong tương lai. Và tôi nghĩ rằng là tất cả những cái dự án mà trên cái trục đường ven biển quốc gia mà trải dài từ Bà Rịa ra Phan Thiết á, thì trong tương lai sẽ cùng nhau hợp thành một cái lựa chọn du lịch rất là đa dạng, rất là nhiều sắc màu, rất là sôi động dành cho du khách đến đây, do du khách cả Việt Nam lẫn quốc tế. Khi mà họ đến đây, họ không như ngày xưa, có nghĩa là như ngày xưa là chúng ta có thể thấy là cái chi tiêu du lịch mà khách du lịch mà đến với vùng Phan Thiết á, nó rất là thấp so với tất cả những cái địa phương du lịch khác. Thì tương lai với những cái sự hình thành của những cái đại dự án ven cái dọc đường này, nó sẽ tạo thành một cái trục nghỉ dưỡng kéo dài mà cho khách hàng nhiều lựa chọn. Tôi nghĩ là vẫn là quan trọng là có chợ thì sẽ có nhiều khách đến đó, và sẽ đúng theo cái chiến lược của Việt Nam, đó là đưa cái du lịch thành một trong những cái ngành kinh tế mũi nhọn. Và tôi nghĩ là nó sẽ từ khoảng thường dân dạ. Dạ, cảm ơn câu trả lời của chị Linh rất là thú vị, và trong đó thì chị có cung cấp lại các cái thông tin liên quan tới điều kiện thời tiết, địa lý cũng như là các điều kiện về giao thông ở các vùng biển khu vực Nam Trung Bộ. Thì tôi nghĩ là ở khán giả của chúng ta, người dân của chúng ta ở các thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh lân cận cũng khá là thường xuyên đi đến những khu vực này để nghỉ dưỡng trong những dịp nào đó. Nói về nghỉ dưỡng thì tôi đã thấy trong cơn đại dịch vừa qua, trong những tháng vừa qua thì chúng ta hình thành ra nhiều từ khóa liên quan tới đại dịch, mà cụ thể là nó với những người đi làm chúng ta thì nó sẽ có những cái từ như là work from home, tức là làm việc ở nhà. Rồi một số người vẫn nghĩ về những cái nhu cầu nghỉ dưỡng thì người ta quan tâm đến cái từ là vacation, tức là sở hữu kỳ nghỉ trong ngôi nhà của mình. Rồi có một số người ta lại kết hợp hai cái đó lại với nhau, nó ra một cái là vacation, tức là kết hợp giữa làm việc và nghỉ dưỡng ở cùng một địa điểm. Thì tôi thấy đó đang là một cái những cái từ khóa đang có thể gọi là hot. Thì quý diễn giả có thể giới thiệu rõ hơn về các khái niệm này và liệu nó có trở thành một cái xu hướng trong thời gian tới hay không? Xin mời thầy Cường ạ. Không có câu hỏi này thì xin mời Việt Anh. Xin mời anh Việt Anh. Thầy Cường ạ. Dạ, cảm ơn thầy Cường, cảm ơn anh Nam Hưng. Thì câu hỏi liên quan đến xu hướng về nhà nghỉ dưỡng thì trong cái bối cảnh mà chúng ta đang trải qua hiện nay là cái đại dịch Covid-19, thì trong điều kiện đại dịch thì tất cả mọi người chúng ta thì đều đang ở nhà, mọi người đều đang tách biệt khỏi xã hội,
mà theo như một cái cách điều kiện thông thường thì mỗi con người chúng ta đều luôn luôn có trong mình ba cái nơi chốn. Thứ nhất là cái ngôi nhà, là cái đó là một cái nơi chốn mà gắn bó với chúng ta ở trong một thời gian rất là dài. Cái nơi thứ hai đó là cái nơi làm việc, nơi chốn mà chúng ta sẽ đi lại giữa cái nơi chốn thứ nhất và nơi chốn thứ hai, sẽ đi lại lại hàng ngày, là cái nơi chúng ta làm việc học tập. Và cái thứ ba là cái chỗ để chúng ta vui chơi gặp gỡ mọi người, có thể có những hoạt động để giải trí, để cân bằng lại cuộc sống. Thì nay trong cái điều kiện đại dịch thì tất cả mọi người chúng ta thì ba cái chỗ, ba cái nơi chốn ấy thì nó đã hợp lại thành một. Và bởi vì chính vì như thế thì cho nên là cái gọi là xu hướng là work from home hay là homecation hay workcation nó trở thành một bắt buộc chúng ta phải trải nghiệm, phải tự sắp xếp cho mình khi mà ba cái nơi chốn của mình một nhất lại là một. Tuy nhiên thì cái điều kiện để diễn ra cái gọi là ba nơi chốn đấy thì nay diễn ra nơi chốn thứ nhất là cái nhà ở. Hiện nay thì nó lại được thiết kế và được sắp đặt, đặc biệt là những nhà ở trong các khu đô thị lớn, thì hầu như là chỉ đáp ứng cái nhu cầu là nơi chốn thứ nhất. Rất là khó khăn để cho mọi người có điều kiện để mà tiếp xúc gần gũi với thiên nhiên, với phong cảnh, với một cái môi trường khí hậu nó tốt lành hơn, thì cho nên là mọi người bị trở nên là bị bó buộc, hạn chế rất là nhiều yêu cầu bức bối nảy sinh, như là một cái nhu cầu tất yếu của mọi người là phải cân bằng với giữa nơi chốn thứ nhất với các nơi chốn khác, cả về mặt vật lý lẫn cả về mặt tâm lý cho bản thân mình. Thì chính trong cái bối cảnh đó thì những cái như là work from home hay là homecation, workcation, thì những trào lưu này thực ra là nó cũng đã có ở đây đó trước đây. Tuy nhiên thì trong bối cảnh đại dịch này nó có cái cơ hội để nó trỗi dậy, trở thành một cái xu thế đương đại không thể mà chối từ trong giai đoạn hiện nay. Và chính trong cái bối cảnh đó thì cái xu thế mà phát triển cái loại hình nhà nghỉ dưỡng, các cái khu đô thị nghỉ dưỡng đáp ứng cả ba cái nơi chốn này, vừa là một cái nơi ở rất là tốt, và khi chúng ta ở một cái chỗ đó với thiên nhiên tươi đẹp thì chúng ta vẫn có thể kết hợp để mà làm việc tại chỗ với điều kiện kết nối làm việc từ xa, một from home hiện nay hay là một location hiện nay. Đồng thời là chúng ta cũng có thể là có một việc là kết nối và có những tiện ích để chúng ta đáp ứng cái nhu cầu làm việc, nghỉ ngơi, giải tất nơi cùng một lúc, cùng một địa điểm. Thì cái xu thế đấy nó đang, tôi cho rằng nó sẽ tiếp tục phát triển rất là mạnh trong giai đoạn tới, sau khi mà chúng ta chuyển sang một trạng thái bình thường mới sau cái đợt dịch lần này. Cảm ơn chia sẻ của anh Việt Anh. Chị Linh, chị có xin nhận định gì? Hồ Phú Xuân ạ. Dạ đúng rồi ạ. Thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với anh Việt Anh, là tại vì bản thân là trong nhiều năm trước á, bản thân tôi làm trong lĩnh vực bất động sản thì tôi cũng gặp những cái khách hàng họ cũng đã có những cái xu hướng này rồi. Bản thân là, mà tuy nhiên là tôi nghĩ là đúng là đại dịch hiện nay thì là một cái cơ hội để cho cái xu hướng này nó phát triển được nhanh và mạnh mẽ hơn. Và tôi muốn bổ sung thêm là vì tôi vừa mới đọc một cái thông tin từ Forbes, một thông tin từ Forbes là như thế này. Tôi nghĩ là họ thống kê, họ theo cái thống kê của họ thì họ ước tính đến là năm 2025 á, thì sẽ khoảng 70% lực lượng lao động sẽ làm việc từ xa ít nhất 5 ngày một tháng. Và bản thân cá nhân về cái trải nghiệm của tôi thì tôi đang thấy là một số bạn bè của tôi là đang làm ở những cái công ty công nghệ lớn, những cái tập đoàn công nghệ đa quốc gia, thì họ đã bắt đầu làm việc là work from home kể từ tháng 4 năm ngoái, và đến nay thì họ vẫn chưa có cái định là thay đổi cái hình thức làm việc. Thì tôi nghĩ đó là một cái xu hướng, đại dịch nó đã giúp cho cái xu hướng này nó phát triển trở nên mạnh mẽ hơn. Cảm ơn chia sẻ của chị Linh. Thì như anh Việt Anh và chị Linh có nói, Việt Anh nói về cái xu hướng về đô thị, chị Linh nói về cái xu hướng làm việc, thì có thể kết hợp hai cái này lại với nhau. Tôi thấy là cái nhu cầu work from home, homecation rõ ràng nó sẽ hình thành, và trong cái bối cảnh và đại dịch vừa qua thì chúng ta
chúng ta thấy một điều là nếu chúng ta muốn đi du lịch cũng khó, chúng ta phải làm việc cũng khó, và cái xã hội nó có những cái diễn biến rất là bất ngờ như là cái Covid vừa qua, thì để kết hợp được những cái này lại, chúng ta cần có một cái nơi chốn như quý vị có nói ban đầu là ngôi nhà thứ hai, thì tôi nghĩ đó là một cái tiềm năng mà vẫn còn rất là lớn tại thị trường Việt Nam. À, nói về bất động sản nghỉ dưỡng như chúng ta đang bàn luận, thì cá nhân tôi nhận thấy là Việt Nam, với Việt Nam chúng ta có lợi thế là cái đường biển rất là dài, rất là nhiều bãi biển trải dài từ Bắc tới Nam, và qua đó thì có lẽ là người mua sẽ có rất nhiều lựa chọn. Tuy nhiên thì trong khoảng 2 năm trở lại đây, tôi thấy có một sự tập trung rất là lớn về số lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường trên đoạn đường biển quốc gia khu vực Nam Trung Bộ. À, rất nhiều khu đô thị biển với số lượng lớn đang được cung cấp. Nếu là khách hàng, tôi nghĩ họ có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ như mua đất nền, mua đất vườn với một cái mức giá có thể khác hơn, có thể hấp dẫn hơn. Tại sao họ lại vẫn chọn mua các dự án lớn mà cụ thể ở đây là các đô thị biển ở khu vực Nam Trung Bộ này? Thì câu hỏi này xin được mời chị Linh trả lời. À, tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ nhường cho thầy Cường trả lời, vì thầy là một người là một chuyên gia rất là nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Chắc là giờ thầy Cường trả lời trước giùm em về cái phần này ạ. À, tại vì em nghĩ là thầy đã tham gia rất là nhiều những cái dự án lớn nhỏ khác nhau, và với vai trò là tư cố vấn cũng như là ok cũng là một người là nắm rất là vững về các cái vấn đề quy hoạch, vùng quy hoạch đô thị, cho nên là chắc là em xin lắng nghe ý kiến từ thầy trước ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Linh. Thì về câu hỏi của anh Nam Hưng á, thì mình thấy như vậy, tức là đối với những cái đất nước mà có cái bờ biển trải dài như Việt Nam mình á, thì cái việc mà phát triển kinh tế biển cũng như là phát triển đô thị biển là một cái chiến lược quốc gia rất là quan trọng đó. Thì xoay lại cái bức tranh hiện trạng mà phát triển đô thị biển tại cái khu vực biển miền Trung của mình trong những năm gần đây đó, thì mình thấy là thật ra là nếu mà so với những cái đô thị khác ở miền Trung như là Đà Nẵng, như là Nha Trang, và trong một chừng mực nào đó là Quy Nhơn chẳng hạn, thì cái việc phát triển ở miền Nam Trung Bộ thì nó ở mức độ còn thấp hơn. Hay là có thể nói tóm lại là cái thực trạng phát triển đô thị biển ở miền Nam Trung Bộ đó nó chưa có xứng tầm với lại cái tiềm năng của nó. Tiềm năng của khu vực này nó có nhiều lắm. Thì lúc nãy thì cô Linh cũng đã có giới thiệu với nhiều với quý vị, tôi xin được bổ sung thêm một số cái góc nhìn khác thôi. Tức là ngoài những cái ưu thế mà chung của biển miền Trung như là tắm, cát đẹp, kết nối lại với lại những cái đô thị lâu đời, những khu dân cư có lịch sử truyền thống lâu đời, thì nơi đây cũng là nơi mà nó có thể tiếp xúc rất là gần với những cái nền văn hóa đa dạng và đầy bản sắc như là văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa của người Chăm, trong cái quá trình giao lưu với văn hóa Việt vân vân, thì nó tạo thành những cái nét rất là độc đáo, không những là về tài nguyên thiên nhiên mà còn là về tài nguyên lịch sử này, tài nguyên văn hóa nữa. Thế cho nên là rất nhiều tiềm năng như vậy, nhưng mà đặc biệt là những tiềm năng mà khu vực này nó nổi trội hơn so với là những cái địa phương khác ở miền Trung ấy, tức là nó gần một cái lực hút rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng cự ly chưa đến 200 cây số, và nó gần những tuyến cung đường quốc lộ, những cung đường cao tốc đã và sẽ sắp hình thành trong trong tương lai gần. Nó cũng gần những cái đầu mối giao thông quốc tế, và đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất ở hiện tại và sân bay quốc tế Long Thành ở trong tương lai. Như vậy thì thấy rõ ràng là với những tiềm năng như vậy thì cái việc mà phát triển đô thị biển và cái dự án trong đó ở khu vực Nam Trung Bộ là điều gần như là tất yếu rồi. Thì trong cái việc phát triển chậm như vậy thì nó lại có sinh ra những cái cơ hội và những cái tiềm năng trong tương lai của nó. Ví dụ như về tầm vĩ mô chẳng hạn, thì chính phủ có thể có những cái chiến lược để mà phát triển một cách hài hòa giữa việc phát triển kinh tế ở một bên và bên kia là việc giữ gìn, việc bảo vệ lại những nguồn tài nguyên cảnh quan, tài nguyên thiên nhiên cũng như là sự đa dạng, sự phong phú về văn hóa.
về mặt các nhà đầu tư thì họ cũng đã có cái nhìn để họ có rất nhiều ví dụ trong nước cũng có, ngoài nước cũng có, những mặt mạnh và những mặt yếu để họ có cái nhìn tổng quan hơn, họ rút ra được những cái bài học kinh nghiệm, và đặc biệt là họ sẽ khi mà phát triển dự án á, họ sẽ bổ sung vào dự án họ những cái yếu tố mang tính chất là xu thế, mang tính chất là hiện đại, nó phù hợp với lại cái bối cảnh phát triển hiện nay, nó thân thiện hơn với môi trường, nó hài hòa hơn, nó cân bằng hơn giữa con người, tự nhiên và cái môi trường và môi trường xây dựng. Và đặc biệt cái một ưu điểm lớn của việc mà chúng ta phát triển ở đây á, là tại khu vực Nam Trung Bộ, đặc biệt là khu vực ven biển Nam Trung Bộ đó, thì các nhà đầu tư có thể họ có nhiều cái cơ hội để họ tìm ra được những cái khu đất lớn, họ làm những cái dự án lớn, hay là thậm chí họ làm cả những khu đô thị biển mới. Thì việc phát triển những dự án lớn hay là những khu đô thị biển á, nó có một cái đặc điểm là nó là phát triển hoàn chỉnh về cả môi trường xây dựng lẫn là hạ tầng xã hội, hạ tầng đô thị, cho nên nó mang lại cho người dân trong đó rất nhiều cái tiện ích, rất nhiều cái cơ hội mà những cái dự án nhỏ lẻ bên ngoài không được. Cho nên là theo tôi là việc phát triển các dự án bất động sản ở ven biển đó, thì việc lựa chọn cái sản phẩm ở trong những cái dự án hoàn chỉnh thì nó có tiềm năng và nó có cái lợi thế hơn hơn nhiều đó, so với lại các dự án mà hay là những công trình mà lẻ bên ngoài, nó không thể mang lại được cái sự hoàn chỉnh về công năng cũng như là về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Mời chị Linh nhận định thêm về chắc là em xin hỏi thì Cường tí xíu, tại vì cơ bản là theo theo cái kinh nghiệm cá nhân của em thì đối với những cái nhà mà trong đô thị biển á, em thấy là về mà thiết kế kiến trúc á, tính toán rất là kỹ về độ về mật độ cao tầng thấp cái tầng, có một cái sự đa dạng khác nhau để tạo nên một cái sự trải nghiệm đa dạng cho khách cho khách ở lẫn du khách. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là em bản thân thấy là với những cái ngôi nhà, ví dụ như chỉ một cái dự án nhà thấp tầng nhỏ nhỏ tại đời sau của Nam Rất thôi, thì cái thời gian mà để mà từ hình việc từ lúc mà ý tưởng cho đến mà lúc ra dự án ấy, thì nó là một cái kỳ công của những cái người làm việc, những cái đơn vị kiến trúc hàng đầu, những con người đầu ngành để mà nghiên cứu làm sao tạo ra những cái trải nghiệm không gian khác nhau, tạo nên những cái trải nghiệm rất là tốt cho cái người ở đó. Thì cũng có thể nói rõ hơn không? Thì cơ bản cá nhân em thì em thấy là bản thân là đô thị thì các cái đô thị, những cái dự án lớn hiện giờ đang được đầu tư, đang được, có nghĩa là đầu tư được quy hoạch, được thiết kế rất là có một cái sự cân nhắc rất là cao, dành cho khách hàng khá là nhiều những cái trải nghiệm, những cái lợi ích mà em nghĩ là có những cái khu bên ngoài có thể là sẽ không mang đến được như vậy. Tức là câu hỏi của cô Linh thì là nó có thể tôi hiểu là đâu là cái những cái tiêu chí của một cái dự án tốt, dự án hay là nói cụ thể hơn là dự án đô thị biển tốt. Thì tôi nghĩ là một cái dự án tốt nó phải tốt từ tổng thể cho đến chi tiết, chứ không phải chỉ là một dự án tốt là chỉ có một ngôi nhà tốt. Cho nên là ở những cái dự án ở ven biển thì tiêu chí đầu tiên mà người ta nghĩ tới chính là không gian đầu tiên, chính là không gian biển, không gian của biển xanh, của cát trắng. Những dự án tốt là những dự án phải bảo vệ được những cái bờ biển đó cho cộng đồng, cho cư dân, phải mở được những con đường, những không gian mở, những hành lang để mà đưa cư dân của mình ra bờ biển. Thì thông thường thì những cự ly di chuyển không nên quá xa, nó khoảng chừng 400 thước tới 600 thước để người dân có thể là đi bộ, có thể đạp xe để mà có thể thưởng thức cuộc sống không gian ở ven biển. Thì chính cái không gian thứ nhất, không gian biển đó là không gian tài nguyên quan trọng nhất và là tài nguyên vô giá của những dự án ven biển. Lớp không gian thứ hai là lớp không gian đô thị. Một dự án tốt phải có được cái không gian đô thị đó, phải có được chức năng đô thị đó. Bởi vì một cái dự án tốt ở biển không phải chỉ là nơi để người ta ngủ và người ta tắm biển, không phải như vậy, mà người ta còn phải được tham gia vào, người ta được trải nghiệm rất nhiều cái cung bậc của cuộc sống thành phố. Mua sắm, shopping, người ta có thể là ẩm thực, ta có thể xem phim, văn hóa. Và nếu mà ta ở dài ngày hơn, như là việc lựa chọn ngôi nhà thứ hai và việc lựa chọn là làm việc tại nhà trong thời gian dài chẳng hạn, thì là những cái tiện ích về giáo dục, về trường học, và đặc biệt nhất là những cái phòng khám, những cái cơ sở chăm sóc y tế, là những cái điều rất quan trọng mà một dự án đô thị phải mang lại. Cho nên không gian thứ hai của một dự án ven biển là không gian đô thị, để tôi để là một điều rất là cần thiết.
Sau đó đến đó không gian nhỏ hơn, không gian thứ ba về một dự án tốt phải có là một không gian được gọi là không gian cộng đồng, tức là trong một cái đại dự án hay là trong một cái đô thị biển chẳng hạn, thì những dự án thành phần của nó, những khu ở riêng của nó đó, vài vài chục căn nhà hay là vài trăm căn hộ chẳng hạn, thì nó nên có một cái không gian cộng đồng dành riêng cho nó. Không gian cộng đồng này thường thì nó phải có những cái tiện ích như là hồ bơi, như là playground, nơi sân chơi của trẻ con, hay là những cái vườn cảnh quan, những cái nơi barbecue vân vân, tức là tóm lại là nơi để mà cộng đồng người ta có thể, người ta trong mỗi cộng đồng cư dân nhỏ người ta có thể là có được không gian riêng của họ, bên ngoài những không gian lớn hơn là không gian biển và không gian thành phố, thì họ có những không gian của cộng đồng của riêng họ như vậy. Và đặc biệt là đối với những cái dự án mà ven biển miền Nam Trung Bộ như là vùng Phan Rang, Phan Thiết chẳng hạn, với cái điều kiện khí hậu ở đây khá nóng và khô đó, thì có không gian mà tiệm cận ở gần nhà, nơi có nước ngọt, nơi có hồ bơi cũng là một điều lý tưởng, nhưng mà công năng để cho những ngày mà thời tiết không lý tưởng đó, hay là những buổi mà quá nắng, thì cư dân họ thay vì có thể ra biển thì họ có thể thưởng thức được hồ bơi, thưởng thức được không gian mở ngay vài bước chân ra khỏi nhà mình là có rồi, thì đó là không gian cộng đồng. Đến không gian thứ tư, bắt đầu vào đến không gian mà người ta vẫn gọi là ngôi nhà đó, vẫn là ngôi nhà, vẫn gọi là ngôi nhà của mình, thì tôi nghĩ một dự án tốt là một dự án nên có sự đa dạng về sản phẩm, ngôi nhà. Nó không chỉ là không nên chỉ là toàn bộ một dự án vài trăm hecta chỉ có biệt thự, hay là dự án vài trăm hecta mà chỉ có nhà cao tầng, thì đều đó tôi nghĩ là nó không 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 chất lượng, bởi vì nó thiếu sự đa dạng về mặt sản phẩm. Chúng ta đã thấy nhiều bài học rồi, tức là những cái thành phố lớn ở miền Trung khi quá trình phát triển khá nóng, người ta đã xây nhà cao tầng và gần như thành ra những bức tường bê tông nó che kín mặt biển lại, nó làm ảnh hưởng đến cái tài nguyên thiên nhiên vô giá của biển. Nhưng mà ngược lại thì nếu mà chúng ta chỉ xây dựng cái nhà thấp tầng không ấy, thì nó cũng rất là lãng phí cái tài nguyên đất. Tức là nó theo tôi là một dự án ở tốt á, thì nhà ở nó nên có sự đa dạng. Có những nhà thấp tầng, có biệt thự, có shop house, có nhà căn hộ thấp tầng, trung tầng, cao tầng vân vân, để mà nó sự đa dạng loại hình, và nó giúp cho nhiều người hơn có cơ hội để người ta tham gia, người ta được sở hữu cái căn hộ tại tại đây. Cho nên một cái dự án tốt ở ven biển, nó nhìn nhìn về tổng thể, về cảnh quan ấy, nó như nên như là một cái bản giao hưởng vậy đó. Nó là sự phối hợp giữa thấp và cao, có những cung bậc của nhà thấp tầng, có những cung bậc của nhà cao tầng, mà tạo thành một nhịp điệu sống động và thân thiện, rất là nơi chốn ở không gian biển. Và cuối cùng ở trong không không gian nhà ở, thì một cái ngôi nhà thiết kế tốt ấy, thì sẽ là ngôi nhà được chăm chút bởi những kiến trúc sư tầm cỡ, tức là họ có thể vẽ nên được những cái ngôi nhà mà có diện tích không quá lớn, không cần thiết phải có diện tích quá lớn, nhưng nó phải thông thoáng, nó phải mở, nó phải tạo được một cảm giác có sự khác biệt và sự enjoy, sự relax, sự thư giãn cần phải có đối với những ngôi nhà ven biển, chứ không phải là mang lại một cảm giác tù túng, bức bí như là những ngôi nhà mà thông thường mà chúng ta vẫn thấy ở trong thành phố. Cho nên là một ngôi nhà tốt ven biển phải được thiết kế làm sao cho nó có được những cái xu thế mới, tức là nó mở, nó thông thoáng, nó tạo tầm nhìn, và đặc biệt là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh như là thời gian hiện nay á, thì là nó cũng cần thêm, các kiến trúc sư cũng chú ý thêm nữa những cái cơ sở hạ tầng về kỹ thuật số, về viễn thông liên lạc, để cho người cư dân ở đây họ có thể có thêm cơ hội để họ làm việc tại nhà nữa. Thì nói chung tóm lại là để có được một cái dự án ven biển thành công ấy, thì tôi nghĩ nó phải có sự kết hợp của rất nhiều cái yếu tố, rất nhiều tác nhân. Nhưng mà riêng tôi, cá nhân tôi kinh nghiệm ấy, thì tôi thấy cần có sự tham gia của bốn cái đối tác quan trọng. Đối tác đầu tiên của một dự án thành công ấy, phải là một nhà thiết kế tầm cỡ, một nhà thiết kế đẳng cấp. Đối tác thứ hai cần phải có đó là một nhà thầu thi công chuyên nghiệp. Đối tác thứ ba cũng rất quan trọng ở những dự án hiện đại, những dự án đa chức năng và phức hợp đó, là cần phải có những nhà vận hành uy tín. Và cuối cùng cái đối tác thứ tư chính là một chủ đầu tư tốt, thì có thể gọi là chủ đầu tư có tâm, họ biết chia sẻ giữa cái lợi nhuận và chất lượng sản phẩm, và họ biết cái dung hòa hài hòa giữa lợi ích của cá nhân và lợi ích của cộng đồng, lợi ích của cư dân. Xin cảm ơn những chia sẻ của kiến trúc sư Phạm Phú Cường. Phú Cường vừa rồi có nhận định về
lớp không gian hẹp và đô thị biển tốt, vừa mình đưa ra khái niệm là đô thị biển tốt. Thì thật cái mình với anh Việt Anh cũng như kiến trúc sư, thì quan điểm của anh về điều này với vai trò một người quy hoạch mảng xanh đô thị nó như thế nào? Đi đầu tiên thì tôi hết sức là tâm đắc với những cái thầy Cường vừa mới chia sẻ. Điều đó hoàn toàn là chính xác với một cái khu vực đô thị nghỉ dưỡng, bởi vì là cái đô thị nghỉ dưỡng nó là một cái mô hình nó đặc biệt chú trọng đến cái sự cân bằng và hài hòa. Nó không chỉ là cung cấp ra những cái là các cái tiện ích hay là những công năng hay là những cái thông số về diện tích ở, là diện tích mà khai ở đối với người lưu trú và diện tích khai thác đối với lại người phát triển dự án. Và đô thị nghỉ dưỡng nó cần phải hướng đến cái việc là nó sẽ cung cấp ra một cái nơi chốn thực sự, nó không chỉ có những kiến trúc đẹp mà còn phải là những kiến trúc rất là tốt, không chỉ có một cái quy hoạch tốt, nhưng mà nó cũng cần phải có một cái sự phát triển nó cân bằng và hài hòa với tự nhiên. Thì như anh Nam Phương có hỏi, ở góc độ là một người làm thiết kế kiến trúc của quy hoạch và thiết kế cảnh quan, phát triển các mảng xanh của cảnh quan đô thị, thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái việc làm sao để mà một cái giải pháp cho đô thị nghỉ dưỡng của chúng ta sẽ có được cái sự cân bằng thiết kế nó hài hòa giữa yếu tố phát triển của các cấp về không gian kiến trúc, về cái không gian xây dựng đáp ứng các cái tiện ích và các nhu cầu công năng như hồi nãy thầy Cường đã đề cập, thì chúng tôi sẽ đồng bộ và hài hòa nó với cảnh quan thiên nhiên. Thứ nhất là nó phải chú trọng đến khai thác tối đa nhất, phát huy tối đa nhất cái vị thế đắc địa của cái làm nên giá trị nghỉ dưỡng. Nếu chúng ta làm một cái đô thị nghỉ dưỡng ở biển thì rõ ràng là cái vị thế đắc địa, cái tầm nhìn về phía biển, là các cái không gian phía biển, cái cự ly đi đến biển, cái hành trình đi đến cái bờ biển, nó luôn luôn là một cái trải nghiệm rất là thoải mái, thư giãn và tiện nghi và thú vị cho cái người cư dân lưu trú ở đây. Và thứ hai thì trong cái việc gọi là đặc sản mà của cái khu vực vùng biển Nam Trung Bộ là rất nhiều nắng, vùng biển Bình Thuận là còn có cát nữa, thì bởi vậy cho nên là cái việc tổ chức cảnh quan mà với những cái mảng xanh, những cái chủng loại cây xanh và những cái lớp không gian xanh, nó là một cái điều tất yếu và nó phải được tích hợp hài hòa với lại quy hoạch và thiết kế kiến trúc. Ví dụ như là cái hợp khu Thanh Long Bay mà chúng tôi đã tham gia, thì chúng tôi mong muốn hướng đến tiêu chí rằng là mỗi một cái người lưu trú ở đây thì đều có cho mình ít nhất là một cây xanh. Vì sao? Thì cái một cái chỉ tiêu này nó không chỉ là đem lại một cái giải pháp về về mật độ xây dựng tương quan với mật độ ăn chống của cảnh quan, nó còn lắp nó có tính đến cái sự cân bằng hài hòa với khí hậu, tạo ra cái môi trường tiện nghi về mặt sinh lý cho gọi là sinh khí hậu đó, đối với lại cái những người mà lưu trú tại, và cả về mặt tâm lý để mà trải nghiệm cái gọi là cái quá trình nghỉ dưỡng hoặc là cái quá trình làm việc tại nhà hay là home cây sân hay một cây sân của mình một cách giá trị nhất. Và để những giải pháp này nó được hợp không chỉ là những cái khoảng không gian trống được biến thành cây xanh, mà còn là những giải pháp tích hợp với kiến trúc công trình như là tường xanh, mái xanh, ban công xanh, vân vân. Thì tất cả những giải pháp này sẽ hướng đến một cái việc là mỗi một người lưu trú ở đây thì sẽ được có một cái chất lượng môi trường trong lành, gần gũi với thiên nhiên nhất có thể, có một cái hưởng thụ về chất lượng gọi là phong thủy tốt, và cũng sẽ được hưởng cả một cộng đồng, trong đó thì mỗi cả cộng đồng đó thì sẽ có một môi trường cảnh quan tươi đẹp, sáng lạ, và cộng đồng thì có đầy đủ cái tận hưởng các tiện ích như hồi nãy thì Cường đã đề cập, như là công viên, quảng trường, khu vui chơi trẻ em, trường học, khu mua sắm, hay là
đặc biệt là cái hành trình gắn bó với lại cái không khí biển, với cái bờ biển hết sức là sôi động, náo nhiệt, nhưng mà cũng có những góc riêng an tĩnh dành cho những ai mà muốn hưởng thụ cái sự yên tĩnh của một không gian bờ biển, của một cái vịnh biển rất là đẹp mà các bạn đang được hưởng. Thì những cái tiêu chí đấy sẽ là một cái tiêu chí xuyên suốt chúng tôi hướng đến cho những đô thị nghỉ dưỡng mà đầu tiên chúng tôi có được tham gia, như là cái ví dụ cái hợp khu Thanh Long Bay ở Bình Thuận, mà chỗ bên chị Linh, bên Nam Rút của chị Linh đã đầu tư phát triển dự án ở chỗ này. Thì cũng mong muốn là cái giải pháp đó nó sẽ có một sự lan tỏa và có một cái sự gọi là chia sẻ với lại những ai mà có cái nhu cầu để mà trải nghiệm cái homecation và cái workcation trong thời gian sắp tới. Bản thân thì tôi có cơ hội làm việc với anh Việt Anh, và trước đây thì tôi rất là tâm đắc cái ý tưởng của anh Việt Anh, đó là vào mỗi du khách sẽ có một cái thân cây thân gỗ cho riêng mình khi mà đến tại Thanh Long Bay. Thì hôm nay thì thêm một cái ý tưởng nữa từ thầy Cường và từ anh Việt Anh mà tôi cũng thấy rất là hay, đó là một cái sự trải nghiệm thú vị của người dùng và tất cả đều hướng về biển. Đối với một cái đô thị biển thì đây là cái điểm mà tôi tin là bản thân là trong cái trải nghiệm của tôi khi mà làm việc với anh Việt Anh thì tôi đã thấy những cái điểm này rất là rõ. Và sẵn đây thì tôi cũng muốn hỏi anh Việt Anh một tí xíu về một cái công trình mà tôi cũng rất là tâm đắc, đó là một cái công trình điểm nhấn tại Thanh Long Bay mà anh Việt Anh đã làm, và bản thân là tới cái thời điểm này thì cái công trình nó cũng hoàn thành khoảng 80-90% rồi, đó là cái cầu xây cầu đi bộ Ngân Hà và vòng xoay ánh trăng. Chắc là tôi nhờ phía bên bộ phận kỹ thuật cập nhật một số hình ảnh cho anh Việt Anh xem luôn ạ. Trong 3-4 tháng nghỉ dịch này thì chúng tôi cũng hoàn thành 90% rồi, chắc là để anh Việt Anh xem lại đứa con tinh thần của mình. Và sẵn đó thì tôi sẽ cũng xin nhờ anh Việt Anh là chia sẻ chút xíu về cái này, tại vì tôi cảm thấy rất là thích, tại vì tôi thấy là nó làm rất là tỉ mỉ với những cái lỗ đục khoét nhỏ, với những cái kích cỡ khác nhau để mà tạo nên những cái trải nghiệm về ánh sáng trong tương lai, rồi cái cách uốn cong những cái khối thép lớn nó rất là đặc biệt. Vâng, xin mời bộ phận kỹ thuật ạ. Trong lúc chờ bộ phận kỹ thuật để mà đưa cái hình lên thì đầu tiên thì cũng chia sẻ với lại các anh Lâm Hưng với chị Linh cũng như là thầy Cường, thì cái trải nghiệm được thiết kế, tham gia thiết kế cái dự án này, cụ thể là cái không gian, cái khoảng trường biển của dự án Thanh Long Bay, thì đầu tiên khi mà cái ấn tượng của tôi đây cái hình ạ, cái ấn tượng của tôi đối với đến cái dự án này đó là một cái vịnh biển rất là đẹp, một vịnh biển rất là đẹp ở một cái vùng đất, cái xứ gọi là nắng gió cát, có một cái loại cây nó đi đến đây đều nhiều, những cái vườn cây thanh long, và có thể là nói là cái vùng Phan Thiết Bình Thuận này đó là thủ phủ của cây thanh long của cả thế giới cũng không qua. Vì vậy cho nên là cái nguồn đấy chúng tôi đặt ra cái bài đề bài nó sẽ phải truyền tải mấy cái ý tưởng. Thứ nhất là cái vị thế đắc địa của cái vịnh biển Hòn Lan tương ứng với lại cái quảng trường biển, cái vị thế của cái không gian biển giống như chị Linh nói hồi nãy đề cập đó, tâm đắc đó là cái hành trình và cái trải nghiệm thú vị khi đi ra đến bờ biển, thì cái thiết kế nó phải đưa ra một cái giải pháp để đưa đến một cái tầm mới, là biển ta ở đây rất là nhiều, nhưng một cái không gian quảng trường biển như là chúng ta giống như là có thể bay trên những cái rặng cây, mà cụ thể đây là một cái rừng dừa, giống như là một cái hành trình chúng ta đi bay lên trên một cái ngọn cây, phóng tầm mắt nhìn ra toàn bộ cái vẻ đẹp của cái biển Hòn Lan với những làn sóng nhấp nhô đang ấp vào bờ cát, cái để tận hưởng cái làn gió mát, cái mùi không khí của cái vị mặn của biển đưa lên trên. Thì cái hành trình mà đi lên giữa những cái hàng dừa như thế này, cái rừng dừa như thế này, làm sao nó giống như một cái dải lụa, nó uốn lượn, nó đan cài vào trong cái không gian rừng dừa này, chứ nó không phải là một cái nghĩa thông thường. Nó giống như một cái dải lụa, nó uốn lượn và nó bay giữa không trung như vậy.
là mọi người từ từ được chuyển lên và phóng cái tầm mắt ra. Thì đó là một cái điều đầu tiên, cái nhiệm vụ đầu tiên mà cho rằng là nó đáp ứng được cái vị trí, vị thế đắc địa của cái tầm nhìn ra phía bờ biển. Cái thứ hai đó là cái vị trí giống như là đây, cái quảng trường biển này nó là một cái không gian cộng đồng, không gian cộng đồng. Thì thành ra là cái việc mà hình thành nên một cái cầu đi thì nó hình thành nên một cái, bên dưới nó là một cái không gian hành lang có mái che để mọi người có thể đi ra tận hưởng cho mình một những cái gọi là cái không khí của biển, nhưng mà nó có thể tránh đi phần nào cái nắng rất là gắt khu vực này. Cái rừng dừa cộng với lại cái mái che của cái cầu đi bộ lộ hành này thì mọi người sẽ có thể tránh được khỏi cái ánh nắng của bờ biển, vẫn có thể đi ra đây phía bờ biển, và phía bờ biển vẫn rất là mở. Và ở giữa, nguyên cái không gian ở giữa nó là một cái thảm cỏ, một cái sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, biểu diễn thời trang, hay là gần gũi hơn như một cái tiệc cưới ngoài trời, hay là những cái không gian mà team building cho những tập đoàn, những cái đơn vị công ty để có thể trải nghiệm về sau này sau khi giai đoạn đại dịch. Thì cái không gian ở giữa này nó sẽ xếp và xung quanh nó giống như là một cái khán đài tự nhiên, và một cái biên tự nhiên nó hình thành nên một cái không gian quảng trường theo một thức thức cổ điển, nhưng hình hài rất là mới. Một cái quảng trường được bao bọc bởi những hàng cột, và đây là những hàng cây dừa. Và mọi người nhìn đến trên hình thì hình này nó cũng chưa xong hết, nhưng mà chúng ta thấy là gần như là cái dải lụa màu hồng này nó đang len giữa những cái rừng cây dừa và hoàn toàn không bị thấy những cái hàng cột hay là những cái gì khác giống như là cái dải lụa bay. Và nhìn cái màu hồng rất là nổi này thì vì sao? Bởi vì đây nó là cái nguồn cảm hứng đến từ cái ý thứ ba, là chúng tôi mong muốn là vừa đáp ứng được cái vị thế thiên nhiên tươi đẹp, vừa có một cái không gian cộng đồng tốt. Thì cái giá trị thứ ba mà mong muốn đạt được ở đây đó là cái sự đắc địa, cái gọi là tạo ra một cái nơi chốn, một cái trải nghiệm hết sức biệt riêng của cái dự án, của vị trí này. Đó là cái màu hồng đến từ cái nguồn cảm hứng là cái cây thanh long, trái thanh long ruột đỏ rất là đặc trưng. Nó cái màu sắc của cái màu hồng này nó sẽ tạo ra một cái điểm nhấn rất là khác biệt. Nó có một cái không khí vui tươi lễ hội mà nó có mang màu sắc của cái vị trí này. Nó riêng có, nó sẽ tạo ra một cá tính mà nó không có lẫn, mà nó có một cái hình ảnh mang tính chất đại diện. Về ban ngày chúng ta thấy cái màu hồng rất là rõ. Và hồi nãy thì chị Linh có đề cập đến những cái chấm, những cái lỗ đục và những cái mảng ốp ghép, thì nó được thực hiện cũng rất là công phu từ xưởng đến tận công trình. Thì cái việc mà những cái mảng ốp, mảng ghép này nó truyền tải cái ý tưởng là các bạn biết là khi mà cắt lát của cái trái thanh long ra, những cái vây lá bên ngoài rồi mở ra một cái lớp ở bên trong là có hai màu, hai loại là màu trắng và màu hồng. Thì nếu như là cái cầu là cái màu hồng ở ngoài giống như lớp vỏ thanh long, thì cái màu trắng ở bên trên giống như cái chấm hạt đó nó rải trên bề mặt giống như là một cái trái thanh long được cắt ra, cái vỏ màu hồng và ở bên trong là màu trắng. Và còn chiều ngược lại, hồi nãy chị Linh cũng đề cập đến cái vòng xoay ánh trăng, thì vòng xoay ánh trăng thì nó lại chiều ngược lại, tức là ngoài trắng là trong lại hồng. Nó sẽ trở thành một cái cặp, nó phát triển có tính chất mở và có kết, mở bài và kết bài, làm sao để cho trải nghiệm này nó cái giá trị độc đáo nhất, nó khác biệt nhất. Và cái ban ngày thì nó là cái màu sắc, cái hình ảnh, cái ánh sáng thông qua những cái bóng đổ. Thì ban đêm thì những cái lỗ đục ở trên đấy theo cái vân của cái ruột trái thanh long thì nó sẽ được phản chiếu ánh, sẽ được thiết kế một biện pháp chiếu sáng do một cái đơn vị rất là chuyên nghiệp tầm quốc tế, là công ty Asa Lighting cũng tham gia cùng với lại chúng tôi để thiết kế cái phần ánh sáng này. Thì cái mong muốn của cái concept của khu vực này vào ban đêm thì nó sẽ trở thành một cái hành trình của một người du khách đang dạo bước trên một cái dòng sông sao. Dòng sông sao nó giống như là một cái dải ngân hà, nó được uốn lượn, nó bay lên trên bầu trời. Chúng ta đang đạp trên một cái dòng sông sao để mà phóng tầm nhìn ra một cái vũ trụ bao la hơn. Cái cảm hứng cái này thì nó cũng là một cái
trải nghiệm mà tôi cho rằng là nó rất là gắn bó với vùng đất Phan Thiết này. Khi mà khởi nguồn là năm 95 là cái sự kiện mà ngắm Nhật thực đã kích hoạt cái du lịch của Phan Thiết của Bình Thuận. Thì chúng hy vọng là cái hành trình của cái cầu Ngân Hà này cùng với vòng xoay Ánh Trăng thì nó sẽ là hai cái công trình điểm nhấn, hai công trình cảnh quan điểm nhấn để mà tạo ra một cái địa điểm mang dấu ấn, một cái nơi chốn mang tính chất đại diện cho cái sự phục hồi và phát triển của cái du lịch và cái loại hình đô thị nghỉ dưỡng ở cái khu vực biển Thuận này. Là một vài cái chia sẻ theo đề nghị của chị Linh, cũng hy vọng là cái không khí biển này thì nó cũng sẽ có thể lan tỏa thông qua là những cái hình ảnh mà đơn vị cũng như là tập thể phát triển dự án mong muốn truyền tải đến cho từng cá nhân, những cái người dân hay là những cái người du khách, hoặc là những cái người sở hữu những cái căn hộ, những ngôi nhà nghỉ dưỡng ở cái Long Bay này trong tương lai rất gần thôi. Cảm ơn chia sẻ của anh Việt Anh. Xin thầy Cường có nói thêm về các cái lợi thế của ngôi nhà trong cái dự án được tính toán thiết kế tỉ mỉ bởi nhiều người để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho người dùng như thế nào? Thầy Cường nhận định thêm thế nào về các cái thiết kế các ngôi nhà trong cái dự án? Vâng, thì như mình có nói lúc nãy đó, tức là đối với tôi thì một cái ngôi nhà tốt nó phải nằm ở trong tổng thể. Đầu tiên mình xem xét trong tổng thể, nó phải có, nó không phải là chỉ là một cái ngôi nhà để ở, mà nó chúng ta phải đến một cái môi trường sống. Môi trường sống nơi đó có không gian biển, nơi đó có không gian tiện ích, rồi có những nơi cho cộng đồng, và cuối cùng với là ngôi nhà của mình. Thì là ở đây thì là những cái chia sẻ về 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 ngôi nhà, thì tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều, sẽ có rất nhiều cái câu chuyện để mà kể về về các dự án. Tuy nhiên là những cái dự án mà ở ven biển đó thì cái việc thiết kế nó phải rất là tinh tế, nó có cái độ tinh tế. Bởi vì ngôi nhà ở ven biển nó không phải chỉ là một cái ngôi nhà công năng thuần túy, tức là chỉ là một ngôi nhà để đáp ứng những cái chức năng bình thường, mà ngôi nhà ở biển như như lúc nãy anh Việt Anh có trao đổi, nó là một sự thăng bằng giữa chức năng ở và giữa những cái việc mình cân bằng, mình bình an, mình có thể hưởng thụ thêm được những cái khoảnh khắc mà chúng ta không có khi mà chúng ta hối hả trong cuộc sống đời thường hàng ngày. Cho nên là những cái thiết kế tốt ở biển nó sẽ đáp ứng, như là ngôi nhà đó, nó phải có những cái tiêu chí như là không gian ở trong nó nên cần thiết, nó phải mở, nó thoáng, là không gian tôi dưới chuyên môn gọi là không gian trôi ấy. Chúng ta phải làm sao cho cảm giác như là bước chân của mình, như là cái cảm giác, cái trạng thái mình trôi từ phòng này qua phòng khác, nó trôi từ nơi này qua nơi khác, chứ không phải là phải đi mở những cánh cửa quá nhiều, phải đi xuyên qua những bức tường quá nhiều ở trong phòng. Đó là những thiết kế nó bị cổ điển rồi, nên những thiết kế mà mới ấy, thì nó cần thiết nó phải có những không gian mở tạo ra tầm nhìn nó thông thông suốt, và cái vận hành của nó nối từ trong ra ngoài, nó nối từ không gian ngoài ra đến không gian ăn uống, ra đến không gian hồ bơi ngoài trời, và kết nối ra đến không gian cộng đồng và ra đến cái ngoài thành phố. Nó phải tạo thành một cái độ xuyên suốt để cho cảm giác người ta đây người ta rất là thư thái, người ta không có bị những cái vật cản về vật chất như là những bức tường quá nhiều. Thêm nữa, những ngôi nhà ở biển đó, nó nên là có một cái thiết kế làm sao nên ngắm về view, tức là về nhìn là cái đặc địa, cái hàng đầu ở biển. Thì đối với những ngôi nhà mà gần biển thì chắc chắn là làm sao kiến trúc sư tốt, phải làm sao cho cư dân ở trong từng phòng ngủ cho đến phòng sinh hoạt, và thậm chí ngay cả những phòng tắm nữa, làm sao cho người ta phải luôn luôn người ta nhìn ra được cái view view biển bên ngoài. Còn nếu mà những ngôi nhà ở xa biển thì một cái dự án tốt phải mở ra được thêm cái tầm nhìn, gọi là tầm nhìn thứ cấp, ra những cái cảnh quan sân vườn, mặt nước, hồ bơi, mà làm sao để cho trong nhà người ta có thể phóng được tầm mắt ra đó. Như vậy tiêu chí về view, tiêu chí rất là quan trọng đối với những công trình nhà ở ven biển. Và sau nữa thì là nhà ở ven biển, như tôi đã chia sẻ với quý vị, nó cần có sự đa dạng. Tức là nhà ở ven biển nó có những cái ngôi nhà dự án có thể là nó rất là đẳng cấp, nó yên tĩnh, nó biệt lập và tương đối là khép kín,
dành cho những cái giới nào đó, nhưng mà ngoài ra nó cũng phải là có những không gian nó nhà ở nó gần gũi hơn, nó thân thiện hơn, nó hòa vào cuộc sống hàng ngày, như là những khu shop house, những khu nhà thương mại chẳng hạn, để có thể là vừa là ở mà vừa chúng ta có thể tổ chức rất là nhiều chức năng để cho cái cộng đồng hay là người dân ở đây người ta có thể tham gia vào, và thông qua đó nó tạo thành một cái độ sống động, một cái sinh khí cho cuộc sống thành phố. Và những cái dự án nó nên có cái điểm nhấn của nó, tức là mỗi cái tiểu dự án ở trong một cái khu thành phố biển nên có điểm nhấn của nó. Có thể có điểm nhấn này là một cái không gian hồ bơi lớn chẳng hạn, qua một cái dự án khác có thể phải tạo ra những không gian, ví dụ như là như ý tưởng mà tôi thấy các một số anh chị đang đang nghiên cứu và chia sẻ đó, có thể là những cái không gian tắm onsen chẳng hạn, để có thể nó tạo thành một điểm nhấn mà tạo thành một cái cá tính cho từng khu dân cư, hay là những khu ở khác có thể nó hòa vào những khu giải trí, những khu nghỉ dưỡng nó lớn hơn, và như vậy thì cộng đồng ở trong khu khu nhà ở đó đó người ta có được những cái trải nghiệm rất là đặc sắc, và họ có thể tham gia vào được những cái khu hoạt động team park, hoạt động của những công viên chủ đề mà gắn với khu ở của họ. Cho nên những cái dự án tốt là những dự án mà nó nên có những cái điểm nhấn bên ngoài những ngôi nhà, bên trong ngôi nhà thì nó ngoài ngôi nhà chúng ta cần phải chăm sóc cho nó rất nhiều để mà tạo được sự thăng bằng giữa cái vật chất và tinh thần cho người sử dụng. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường. Thì câu hỏi tôi xin dành một câu hỏi cho chị Linh. Chị Linh là với vai trò, với góc nhìn của một người làm trong lĩnh vực kinh doanh marketing bất động sản, thì theo chị những lợi thế nào của một đô thị biển để thu hút khách hàng, thu hút nhà đầu tư? Xin mời chị. Thật sự thì tôi cũng gặp rất là nhiều khách hàng thì cũng hỏi cái câu tương tự, và bản thân thì tôi cũng thường hay trả lời cho khách hàng như thế này. Với một cái ngôi nhà thì bên trong ngôi nhà bạn có thể thay đổi tùy thích, thay đổi lúc nào cũng được hết, bạn muốn đẹp, bạn muốn phong cách cổ điển, phong cách gì bạn cũng có thể làm được hết bất kỳ khi nào. Nhưng mà có hai điểm bạn khi mà bạn mua nhà bạn không thể thay đổi được. Thứ nhất đó chính là vị trí, cái này thì miễn bàn ha. Cái thứ hai chính là những cái tiện ích xung quanh. Những cái tiện ích xung quanh này đã được chủ đầu tư hoặc là đơn vị phát triển họ tính toán rất là kỹ ngay từ đầu rồi. Và bản thân là khi mà vào sử dụng trong một cái thời gian lâu dài á, thì họ chắc chắn là không thể nào thay đổi được nữa. Thì bản thân á, là với đó là cái một cái câu hỏi chung, một cái câu trả lời chung chung. Nhưng mà nếu mà đi sâu hơn là tại sao là lựa chọn đô thị biển mà không lựa chọn ở đất nền, hay là không lựa chọn một cái ngôi nhà nào đó, tôi mua sẵn thẳng một cái ngôi nhà ở thành phố biển Vũng Tàu hay gì đó, thì tôi nghĩ là cái vấn đề là ở đô thị biển thì nãy giờ chỗ anh Việt Anh với chỗ thầy Cường cũng nói rồi, đó là một cái sự quy hoạch đồng bộ, một cái sự quản lý đồng bộ và một cái sự quy hoạch đẹp ngay từ đầu rồi. Có nghĩa là cái một cái quỹ đất rất là lớn trên cái dọc cái biển Nam Trung Bộ mà chúng ta có được những cái đô thị biển mới với cái quy mô lớn, với cái quy hoạch đồng bộ hơn, đẹp hơn về cái mặt kiến trúc, tạo một cái sự trải nghiệm tốt hơn cho cái cho du khách, cho người ở. Và một cái nữa là khi mà vào đô thị, một cái đô thị biển á, thì hiện giờ cái đô thị biển nó không còn là một cái gì xa lạ, nên là bản thân khách hàng đều có thể hiểu được. Có nghĩa là khi vào ở trong một cái đô thị biển thì họ có những cái tiện nghi rất là đa dạng, từ trường học cho đến chăm sóc sức khỏe, đến những cái khu vui chơi, những khu giải trí, rồi kể cả những cái hoạt động lễ hội định kỳ hàng tuần sẽ do những cái đơn vị quản lý họ làm nữa. Thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái trải nghiệm của họ đa dạng hơn, kéo dài được cái thời gian họ ở lâu hơn, họ không nhàm chán. Trước đây đối với những cái resort hay như thế nào, thông thường là cái thời gian khách lưu trú chỉ cần khoảng 2-3 ngày là họ bắt đầu họ chán rồi. Thì với cái sự ra đời của cái khu đô thị biển thì nó ngoài cái việc là nó cung cấp cho cư dân thì có thể là những cái khách ở những cái khu vực lân cận họ đến họ cùng cái trải nghiệm những cái tiện ích tại đó. Cái việc này nó rất là phổ biến tại Phú Quốc. Nếu mà đến Phú Quốc thì mình cũng thấy chung một cái concept như thế này. Và một cái điểm nữa là một cái điểm mà không thể nào không bỏ qua nữa là chính là cái sự quản lý vận hành. Sự quản lý vận hành có nghĩa là như thầy Cường vừa có nói đó, là có nghĩa là nếu như mà quản lý vận hành tốt thì chúng ta sẽ giữ được những cái ngôi nhà, giữ được cái đô thị biển luôn tươi mới và luôn hấp dẫn trong mắt cái người xem. Thì khi mà một cái ngôi nhà của mình ở một cái nơi luôn tươi mới, luôn đẹp, luôn hấp dẫn thì chắc chắn là cái giá trị nó sẽ chỉ có từ giữ cho đến tăng, chứ nó không thể nào nó giảm.
Và nhờ là giá trị nó luôn giữ và nó tăng như vậy thì những cái giá trị đầu tư khác, ví dụ có thể là nhiều khi hiện giờ đi chúng ta mua, chúng ta chỉ nghĩ là chúng ta mua một cái ngôi nhà thứ hai thì chúng ta ở thôi, nhưng mà thật sự là 3 năm, 5 năm nữa chúng ta cũng phải nghĩ tới cái giá trị nó tăng. Chứ bản thân một cái người nào mà mua bất động sản như Linh cũng vậy, có nghĩa là bao giờ cũng ôm trong mình một cái giấc mơ nho nhỏ, đó là giá trị nó cũng phải tăng, cái thanh khoản nó cũng phải tốt. Thì khi mà mình vào một cái đô thị biển thì được quản lý, được quy hoạch đẹp, bản thân là cái người rồi người đến họ cảm thấy họ thích mê rồi thì chúng ta cho thuê cũng dễ nè, chúng ta bán cũng dễ nè, đúng không? Và cái giá trị chắc chắn là với hai cái dễ đó thì chắc chắn là cái giá trị của bất động sản của chúng ta cũng sẽ tăng, nó kéo theo là cái giá trị của bất động sản sẽ tăng. Cho nên là Linh nghĩ là thật ra là nếu mà với cá nhân Linh mà nếu mà ai mà khuyên thì Linh sẽ nói là ồ, ai mà hỏi Linh đó, thì Linh sẽ nói là nếu như mà bạn có đủ điều kiện thì bạn nên mua ở những cái nơi được quy hoạch tốt, có vị trí tốt, tại vì hai cái đó là cái nơi không có thể nào, hai cái điểm đó là hai cái điểm không thể nào thay đổi được. Xin cảm ơn câu trả lời thú vị của chị Linh. Thì, theo quan sát của tôi thì tôi thấy là có rất là nhiều khán giả, có lẽ là nhà khán giả là bạn đọc và có cái, trong này có các nhà đầu tư, các khách hàng quan tâm đến chương trình cũng như các dự án đô thị ven biển. Chúng tôi sẽ chọn ra những câu hỏi của khán giả để gửi đến các vị khách mời của tọa đàm ngày hôm nay. Rồi, tôi xin phép chọn câu hỏi, một câu hỏi đầu tiên, câu hỏi dành cho chị Linh. Tôi nghĩ là câu này là dành cho chị Linh phù hợp. Khán giả hỏi là trong thời điểm dịch bệnh giãn cách như thế này, tiến độ công trình Thanh Long Bay có bị ảnh hưởng không? Câu hỏi này cũng xin dành cho chị Linh. Thật sự mà nói thì là nếu mà nói là không bị ảnh hưởng thì là không đúng. Tại vì có những cái thời điểm mà khi mà cái những cái thời điểm mà gọi là căng thẳng nhất của chị thì 16 thì chúng tôi cũng phải tạm dừng một một hai ngày. Tuy nhiên từ đó đến nay thì mọi người có thể thấy một số hình ảnh mà như vừa chia sẻ trong cái phần mà giới thiệu của anh Việt Anh dành cho cái cầu Ngân Hà và vòng xoay Ánh Trăng á, thì là hiện giờ là tất cả cái tiến độ công trình là vẫn đảm bảo. Và những cái thời điểm hiện giờ là trên cái công trường Thanh Long Bay thì những cái thời điểm mà thấp điểm nhất á, thì chúng tôi cũng có khoảng là 300, ít nhất là cũng phải là 300 công nhân để mà đảm bảo đúng cái tiến độ mà mình đã cam kết với khách hàng. Dạ rồi, cảm ơn chị Linh. Để xin phép gửi đến một vị diễn giả khác một câu hỏi thứ hai. Tôi thấy là có nhiều câu hỏi, thành ra tôi phải xin phép chọn lựa một xíu. Câu hỏi thứ hai, câu hỏi như thế này: nếu đặt trong một dự án tổ hợp lớn như Thăng Long Bay, các sản phẩm có bị cạnh tranh với nhau khi đưa vào khai thác kinh doanh hay không? Tôi nghĩ là riêng với câu hỏi này thì có thể mời thầy Cường, chia sẻ. Vâng, thì câu hỏi vừa rồi của quý vị khán thính giả đó thì nó liên quan đến cái chức năng vận hành, tức là trong một cái dự án, nếu mà dự án là nhỏ thì chúng ta không bàn tới tới câu hỏi này, mà trong những khối hợp lớn như Thanh Long Bay thì câu hỏi này là câu hỏi rất là đáng quan tâm, đáng là quý vị đó, tức là quý vị có một cái băn khoăn là khi mà dự án phức hợp với nhiều cái dự án thành phần như vậy, nhiều hạng mục như vậy, khi mà triển khai ra đó thì nó có liệu có gây ra những cái mâu thuẫn cạnh tranh lẫn nhau hay không. Thì riêng tôi góc độ cá nhân tôi thấy như vậy này, tức là đối với những cái hợp đó, là nơi trộn nơi 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 chứa kết hợp trong đó rất nhiều cái công năng đa dạng khác nhau, thì nó cần cái sự cộng hưởng, nó cần cái sự hiện diện của số đông. Chúng ta thử quan sát, tức là những cái đường phố lớn ở trung tâm thành phố, hay là chúng ta thử quan sát những cái trung tâm thương mại mà nó thành công đi, đẳng cấp đi, thì là những cái đường phố giá trị nhất của thành phố, những trung tâm thương mại đắc địa nhất của thành phố đều là những nơi rất đông người, đều là những nơi mà tất cả cửa hàng, tất cả gian hàng của nó, tất cả ngôi nhà của nó đều mở cửa, đều hoạt động hết. Nếu như ở những cái đường phố đó, ở những trung tâm thương mại đó mà có một vài ngôi nhà đóng cửa, một vài ngôi nhà không hoạt động và tắt đèn đi, thì cái sức sống của nó sẽ không còn mạnh mẽ như là những người khác nữa. Thế nên cái sự cộng hưởng ấy, thực ra là nó lại mang lại cái lợi thế về mặt cơ hội và tiềm năng, chứ không phải là sự mâu thuẫn hay là một cái khó khăn thách thức.
Đối với câu hỏi vừa rồi mà quý vị khán giả nêu ra thì tôi thấy đó không dưới góc độ là thách thức, mà tôi thấy đó là góc độ là tiềm năng và là cơ hội. Dạ, cảm ơn anh Cường. Nãy giờ khi nãy thì tôi chắc là cũng như các vị khán giả quý nhà đầu tư nghe anh Việt Nam nói cũng như là những hình ảnh về cái công trình Thanh Long Bay với lại Vòng Xoay Ánh Trăng và công trình cầu Ngân Hà, thì trước đó chắc có lẽ là bạn đọc này cũng quan tâm tới công trình cầu Bà Cây Vàng, Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Đọc này mới dành cái câu hỏi này cho anh Việt Anh. Câu hỏi như vậy là: với công trình cầu Ngân Hà và Vòng Xoay Ánh Trăng, kiến trúc sư Vũ Việt Anh sẽ đặt kỳ vọng như thế nào khi so sánh với cầu Bà Cây Vàng và Đà Nẵng, vốn là dự án đã tạo nên tên tuổi cho công ty GFK? Anh Việt Anh chia sẻ cái trạng này cho khán giả. Bạn khán giả sẽ hỏi cũng hơi khó, nhưng mà không sao, tại vì theo tôi cho rằng là cái câu hỏi như thế cũng hoàn toàn có lý, và chúng tôi cũng thường xuyên hỏi như vậy. Đó là thực ra thì chúng tôi cũng có cơ hội để tham gia một số các cái dự án giống như các cái dự án mà mọi người đề cập đến, thì những cái dự án đó đều có cái sự phát triển hướng đến cái yếu tố là du lịch dưỡng, thì nó sẽ có sự so sánh hoặc là có thể có một câu hỏi một nãy anh nó hỏi thầy Cường. Thì thứ nhất là chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta đang có những cái điểm đến đấy ở Việt Nam chúng ta thực ra là còn chưa xứng tầm với lại cái tiềm năng mà của nguyên cái dải đất ven bờ biển Nam Trung Bộ cũng như là nguyên cái dải đất hình chữ S của chúng ta, thì với rất là nhiều các khu vực đảo thì chúng ta với cảnh quan thiên nhiên vô cùng là tươi đẹp, thì cái trách nhiệm của thiết kế như chúng tôi thì sẽ phải là khám phá ra những cái giá trị độc đáo nhất, những cái giá trị nơi chốn riêng của mỗi chỗ để mà phát huy nó bằng cái thiết kế của mình. Và khi chúng tôi làm như vậy thì chúng tôi cũng có một cái sự tin tưởng rằng là mỗi một cái thiết kế như thế thì nó sẽ mang trong mình một cái gen của cái địa điểm đấy, của cái nơi chốn đấy, và khi nó mang được cái đấy thì nó phát huy lên thì nó sẽ có một cái tiềm năng trở thành một điểm đến. Và tất nhiên là khi anh vừa mới hỏi là về cái cầu Ngân Hà so sánh với cái cầu Vàng Bà Nà Hills, thì ở góc độ chúng tôi thì chúng tôi toàn mong muốn rằng là nó cũng sẽ đạt được một cái thành công tự nhiên đấy. Còn cái việc mà mọi người sẽ hưởng ứng như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đợi xem trong cái thời gian tới, khi mà hết dịch các bạn có thể đến tận nơi để mà trải nghiệm cái hành trình mà cái ý tưởng của cái những người thiết kế chúng tôi mong muốn truyền tải cái công trình đó, thì các bạn hãy đến tận nơi hãy xem và cùng trải nghiệm cái không gian của quảng trường biển đó, cũng như những cái sản phẩm thiết kế kiến trúc và cảnh quan khác trên tổng thể toàn khu của dự án Thanh Long Bay. Thì tôi cũng có một cái sự tự tin rằng là các bạn sẽ có một cái điều gì đó mang về cho mình. Dạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Việt Anh. Thì tôi nói thật là tôi nghe nãy anh nói về cái dự án cũng như là các cái hình ảnh về công trình, tôi cũng mong muốn hết dịch là tôi sẽ đi một chuyến vừa, gọi là để tìm một cái cảm giác mới mẻ, cảm giác thư thả sau cái thời gian giãn cách vừa qua, cũng như là tò mò tìm hiểu về những cái công trình mà chúng ta vừa xem trong từ lúc nãy tới giờ. Thì nãy giờ chúng ta có nói về nghỉ dưỡng ven biển, và chúng ta có nói về đầu tư ở những dự án ven biển và những ngôi nhà ven biển. Thì cho phép tôi được hỏi cho tôi hỏi một câu này: nếu mà bây giờ các diễn giả có một từ duy nhất, một từ dành cho khán giả đang xem cái chương trình hôm nay, cho quý nhà đầu tư khách hàng đang xem chương trình hôm nay,
thì các vị diễn giả sẽ nói từ gì? Xin mời anh Cường trước. Vâng, cảm ơn thân kính thưa quý vị khán thính giả. Tôi chọn ra một từ, đó là từ an. Dạ rồi, cảm ơn anh Cường đã chọn đây là từ an. Như vậy thì anh Việt Anh, theo anh là từ gì? Câu hỏi cũng nên tôi xin tiếp lời thầy Cường. Thầy đã chọn từ an thì tôi xin chọn từ lành. Chúc cho mọi người chúng ta sẽ có được một cái môi trường sống trong lành, một cái môi trường cuộc sống cộng đồng nó lành mạnh, văn minh, và một cái cuộc sống an cho tất cả mọi người, một chữ lành. Như vậy là chúng ta có an lành rồi, thì bây giờ thì chị Linh thì sẽ có từ gì để nhắn nhủ đến khán giả trên chương trình ngày hôm nay? Tôi chọn là tích cực. Tôi nghĩ là hiện trong bao giờ cũng vậy, trong nguy thì bao giờ cũng có cơ, và nếu như mà chúng ta có được một cái sự tích cực trong trong tâm thế, trong đầu, thì chúng ta sẽ nhận ra được những cái cơ hội trong nguy. Cảm ơn ba vị diễn giả. Với các từ mà quý vị diễn giả đã đưa ra thì tôi xin được phép ghép thế này. Thế là chúng ta có một cái cuộc sống an lành, và chúng ta có một cái suy nghĩ tích cực, nhất là trong cái bối cảnh mà chúng ta vừa trải qua đại dịch, thì cuộc sống an lành và suy nghĩ tích cực lồng ghép với nhau, tôi cho là đó là một cái cuộc sống vui và một cuộc sống khỏe. Sống vui, sống khỏe đó là một cuộc sống hạnh phúc và nhiều hơn nữa của tất cả của chúng ta hôm nay. Cảm ơn các vị diễn giả đã đưa ra ba cái từ rất là ý nghĩa. Thưa quý vị, sau hơn một giờ đồng hồ trò chuyện giao lưu với nhau, thì ban tổ chức chúng tôi cũng nhận được khá nhiều câu hỏi của các khán giả, các nhà đầu tư, các khách hàng. Nhưng do thời lượng của chương trình có hạn, thành ra chúng tôi sẽ ghi lại những câu hỏi này, ghi nhận những câu hỏi này, và chúng tôi sẽ trả lời qua email, điện thoại cũng như là các nền tảng công nghệ khác đến quý vị trong thời gian sớm nhất có thể. Cảm ơn các vị khách mời là anh Việt Anh, anh Cường và chị Thùy Linh đã cùng tham gia tọa đàm ngày hôm nay. Tọa đàm của chúng ta là chủ đề đầu tư bền vững sống chất lượng tại ngôi nhà ven biển. Cảm ơn năm rất là tổ chức chương trình và được bảo trợ bởi truyền thông, được bảo trợ truyền thông bởi tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Và tiếp theo chương trình này thì cuối đơn vị phát triển Nam Group sẽ tiếp nối chương trình tư vấn chuyên sâu dành cho khách hàng quan tâm. Quý vị đừng rời khỏi màn hình để cùng tiếp tục theo dõi chương trình lựa chọn mới tại đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực. Chương trình đặc biệt này sẽ cung cấp những thông tin bổ ích cho quý vị khách hàng quan tâm đến đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, cũng như dự án Thanh Long Bay được phát triển bởi chủ đầu tư Nam Group.
Hân hoan chào đón tất cả quý vị đến với chương trình tư vấn trực tuyến lựa chọn mới tại đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực ngày hôm nay. Thưa quý vị, tất cả chúng ta vừa hoàn tất phát số 2 nằm trong chuỗi series Cơ hội trong nguy cơ, chuỗi chương trình do Nam Group và Thanh Long Bay thực hiện. Và chúng tôi hy vọng rằng qua talk show vừa rồi, tất cả quý vị, quý khách hàng và quý nhà đầu tư, chúng ta đã tìm thấy được tiềm năng cũng như những cơ hội đầu tư hấp dẫn, mặc dù chúng ta thấy rất nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 đang mang lại. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu phần 2 chương trình tư vấn trực tuyến để chúng ta thấy rằng vì sao Thanh Long Bay được gọi là đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực và lựa chọn mới mà chúng ta nhắc đến ở đây là gì. Và trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi cũng có những phần quà rất giá trị dành tặng đến cho những quý khách hàng nào may mắn với hai chương trình rút thăm trúng thưởng như sau. Đầu tiên là chương trình rút thăm dành cho khách hàng sở hữu The Song của Thanh Long Bay với hai giải thưởng, mỗi giải trị giá 3 chỉ vàng. Tiếp theo sẽ là chương trình rút thăm may mắn dành cho tất cả khách hàng tham dự chương trình ngày hôm nay với 3 giải thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Quý vị lưu ý nhé, chúng ta sẽ có hai chương trình rút thăm trong sự kiện ngày hôm nay. Chương trình đầu tiên là cho khách hàng sở hữu The Song với hai giải, mỗi giải trị giá 3 chỉ vàng. Và chương trình thứ hai là chương trình dành cho tất cả các khách hàng tham dự sự kiện này với 3 giải thưởng may mắn, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Và kết thúc tham gia, quý vị hãy dùng điện thoại di động của mình, chúng ta scan mã QR code được chiếu trên màn hình. Chúng ta thấy trên màn hình đang có một mã QR code. Quý vị hãy dùng điện thoại scan mã QR code này hoặc chúng ta liên hệ với các nhân viên tư vấn của mình để điền form đăng ký tham dự rút thăm may mắn. Và quý vị lưu ý, khi chúng tôi gọi tên quý vị nào chúng ta may mắn trúng thưởng, chúng ta hãy nhanh chóng nhập tên và 4 số đuôi chứng minh nhân dân của mình vào trong phần bình luận, comment ở ngay phần livestream chương trình này quý vị nhé. Quý vị lưu ý, đây là động tác bắt buộc để chúng ta hợp pháp nhận cái phần quà của mình. Và quay trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Phạm Trọng Nhân, giám đốc kinh doanh sàn Nam Nhân. Anh Nhân sẽ chia sẻ cho chúng ta lý do vì sao Thanh Long Bay được gọi là đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực và sự lựa chọn mới chúng ta nhắc đến ở đây là gì. Xin chào anh Nhân ạ. Chúc anh một buổi sáng cuối tuần tốt lành. Thưa anh Nhân, bản thân tôi cũng như rất nhiều quý vị khách hàng của nhà đầu tư trong chương trình này đều được biết rằng Thanh Long Bay được mệnh danh là đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực Phan Thiết, Bình Thuận. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho chúng tôi vì sao Thanh Long Bay được mệnh danh như vậy và sự lựa chọn mới mà chúng ta nhắc đến nhiều lần trong chương trình ngày hôm nay là gì không ạ? Xin cảm ơn đại nghĩa. Thì để hiểu rõ hơn về Thanh Long Bay cũng như là phân khu The Song, thì sau đây Nhân sẽ chia sẻ rõ hơn cho quý khách hàng hiểu hơn về dự án Thanh Long Bay và phân khu The Song với những cái thông tin thú vị và đặc biệt bên trong dự án. Thì đầu tiên đó thì tại sao chúng ta nên đầu tư ở Bình Thuận trong giai đoạn này, thì Nhân xin chia sẻ với các anh chị là nó có 4 lý do chính, 4 lý do tại sao chúng ta nên đầu tư Bình Thuận. Cái lý do đầu tiên là Bình Thuận được chú trọng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Như các anh chị đã thấy thì về cao tốc nè, sân bay nè, đường ven biển quốc gia và cảng du thuyền là một trong những cái công trình hạ tầng trọng điểm được Bình Thuận chú trọng đầu tư. Đầu tiên tốc dầu dây Phan Thiết đã được khởi công vào ngày 30 tháng 9 năm 2020 và dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2022. Đây là tuyến cao tốc sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Bình Thuận chỉ còn 2 giờ đi xe. Thì nó sẽ tạo cú hích cho việc phát triển kinh tế xã hội, thu hút vốn đầu tư và khai thác những tiềm năng thế mạnh của Bình Thuận. Đặc biệt là hai lĩnh vực sẽ phát triển của Bình Thuận khi tuyến cao tốc này được đi vào sử dụng, đó là công nghiệp và du lịch. Thì cụ thể là các nhà đầu tư đã đi đón đầu, như là cái công ty BKMF đã đầu tư cái khu công nghiệp khoảng 5.000 hecta tại thị xã La Ghi, và các công ty bất động sản lớn cũng đã đổ về Bình Thuận đầu tư cái khu du lịch nghỉ dưỡng. Như các chị đã thấy là cái tầm quan trọng của tuyến cao tốc nó rất là có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế trong vùng. Ví dụ như là năm 2015 thì khi mà tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi vào hoạt động á, thì đã giúp Đồng Nai phát triển mạnh về kinh tế và Vũng Tàu phát triển về du lịch rất là mạnh, và đặc biệt là giá bất động sản ở đây đã tăng lên gấp 2 đến gấp 3 lần.
Hiện tại thì cái tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết của chúng ta thì đang ở giai đoạn là thảm đá dăm và nhựa và đang đi đúng theo kế hoạch dự kiến, và nếu không có gì thay đổi thì quý 4 năm 2022 là sẽ đi vào hoạt động. Tiếp theo nhưng muốn chia sẻ cho quý vị khách hàng đó là cái sân bay quốc tế Long Thành. Hiện tại sân bay này đã được khởi công và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025 với công suất là 25 triệu lượt khách mỗi năm, thì sẽ tạo điều kiện cho du khách quốc tế dễ dàng đến Bình Thuận. Đặc sản ở Việt Nam thì đối với khách du lịch khi mà đến Việt Nam thì đặc sản ở Việt Nam là các bãi biển đẹp, nên là khách du lịch khi mà đến Việt Nam họ cũng sẽ một lần đi đến nghỉ dưỡng ở những cái bãi biển đẹp, và Bình Thuận là một trong những nơi có bãi biển đẹp và dịch vụ khách sạn 4 sao 5 sao, nên là đây là một trong những nơi là du khách quốc tế rất mong muốn khi đến. Cái thứ ba là nhưng muốn chia sẻ cho khách hàng đó là cái tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành. Thì tuyến cao tốc này đã được hoàn thành được là khoảng là 60% và đã được thảm nhựa là 22 km và dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2022, giúp kết nối kinh tế đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, thì giúp du khách miền Tây dễ dàng di chuyển đến Bình Thuận để ngắm những bãi biển đẹp. Thì như các anh chị cũng đã thấy thì năm 2020 đợt vừa rồi khi Thanh Long Bay mở bán thì những cái khách hàng chủ yếu của Thanh Long Bay thì chủ yếu là những khách hàng ở miền Tây là chính. Tiếp theo thì nhưng chia sẻ cho các anh chị là cái tuyến đường ven biển quốc gia. Thì tuyến đường ven biển quốc gia Bình Thuận nó có hai tuyến đường ven biển quốc gia, đó là DT79A và DT79B. Thì tuyến đường DT79A đã hoàn thành, đã được nâng cấp, mở rộng và hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 6 năm 2021. Và tuyến đường DT79B thì đã đang thi công và dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2022. Đây sẽ là tuyến đường ven biển đẹp nhất Việt Nam do được quy hoạch rất là đồng bộ và cùng với những cái cảnh đẹp của Bình Thuận. Và cái cơ sở hạ tầng thứ tư thì như muốn chia sẻ cho các anh chị biết là đó là sân bay Phan Thiết. Xin mời bộ phận quay lại slide trước giúp ạ. Đó là sân bay Phan Thiết. Thì trước đây khi Nhân đặt chân tới Bình Thuận á, thì Nhân thấy một điều rằng Bình Thuận bãi biển rất là đẹp và không thua kém gì Nha Trang, Đà Nẵng và Phú Quốc. Nhưng mà Nhân không hiểu tại sao mà du lịch ở đây nó không phát triển. Thì sau này Nhân mới tìm hiểu là thật ra là cái việc đi đến Bình Thuận rất là khó khăn đối với khách hàng trong nước cũng như là quốc tế. Thì sở dĩ mà Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc đón được lượng khách quốc tế và khách nội địa cao tại vì họ có sân bay. Nên là việc mà Bình Thuận đầu tư một cái sân bay Phan Thiết thì sẽ giúp kinh tế và du lịch Bình Thuận rất phát triển. Và đặc biệt là khi mà sân bay này được khánh thành vào năm 2025 á, thì đây sẽ là một cái nơi mà điểm đến cho những du khách khi mà đến Bình Thuận tương đối rất là dễ dàng hơn. Và trước đây thì những các đô thị các anh chị thấy là các đô thị biển ở khu vực phía Nam chưa được đầu tư và phát triển chỉnh chu. Tuy nhiên thì tầm nhìn của chính phủ đến năm 2025 thì sẽ tập trung cho các đô thị biển phía Nam. Và hiện tại nếu mà nhìn ở phía Nam thì các anh chị đều thấy là một điều rằng chỉ có Bình Thuận là một cái khu đô thị biển gần thành phố Hồ Chí Minh và gần những cái đô thị lớn nhất, nên là Bình Thuận là sẽ là được ưu tiên đầu tư phát triển về lâu dài. Tiếp đến như muốn chia sẻ là cái cảng biển Cái Mép là một cái cảng biển lớn thứ 19 trên thế giới. Đây là một cái nơi vận chuyển hàng hóa ra thế giới. Thì đây là một cái nơi sẽ là tạo động lực để cho Bình Thuận và các tỉnh trong khu vực phát triển về khu công nghiệp. Bên cạnh đó về cơ sở hạ tầng thì như đặc biệt rồi các anh chị cũng thấy là đường quốc lộ 1A đã được nâng cấp mở rộng ra là trước đây mình chỉ đi được khoảng là ở khu vực Bình Thuận mình chỉ đi được 2 làn xe ô tô và bây giờ đã nâng cấp mở rộng lên 4 làn xe. Đó. Và vào năm 2020 thì cái khoảng cách cái thời gian mà tôi di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Thanh Long Bay nó tới 4 giờ đi xe ô tô lận. Tuy nhiên á thì khi mà cái tuyến đường quốc lộ 1A nó được mở rộng ra cùng với là cái đường ven biển quốc gia DT79A đã được đưa vào sử dụng á, thì cái khoảng thời gian di chuyển rút ngắn thì chỉ còn khoảng là 3 giờ 15 phút thôi. Thì với những cái cơ sở hạ tầng như chia sẻ ở trên cho các anh chị khách hàng thấy, thì bình thường á khi mà các anh chị đi đầu tư bất động sản, anh chị chỉ cần có một con đường, một sân bay hoặc một cái cơ sở hạ tầng nào đó thì anh chị đã thấy được cái tiềm năng phát triển ở khu vực đó rồi. Huống gì là bên khu vực Phan Thiết đang được đầu tư rất là nhiều cơ sở hạ tầng như vậy. Vào năm 2020 chậm nhất 2025 là sẽ đưa vào sử dụng hết những cái cơ sở hạ tầng như vậy. Thì đây là một cái điều mà tạo cú hích rất lớn cho Bình Thuận Phan Thiết để phát triển sau này.
Và cái lý do thứ hai thì Nhân muốn chia sẻ là cho các anh chị là bãi biển Phan Thiết rất là đẹp. Và Phan Thiết là một nơi có bãi biển đẹp mà gần thành phố Hồ Chí Minh nhất. Tại sao? Và cái bãi biển ở khu vực Phan Thiết thì đã lọt vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á và được khách quốc tế rất là yêu thích. Và điều đặc biệt ở đây thì Nhân muốn chia sẻ cho anh chị là Phan Thiết, bãi biển Phan Thiết thì nó có tổng cộng là hơn 300 ngày nắng. Thì cái điều này nó quan trọng như thế nào? Thực sự nó rất quan trọng đối với du lịch. Như là các anh chị thấy là ở ngoài miền Trung thì hay bị bão lũ, phía Bắc thì hay bị mùa đông lạnh thì người ta rất là ít tắm biển. Nhưng mà bãi biển Phan Thiết ở đây thì người ta có thể khai thác du lịch lên đến 10, 11 tháng, rất là tối ưu. Đó, đây là một cái điều rất là quan trọng đối với khách hàng khi mà đầu tư ở khu vực Phan Thiết, Bình Thuận. Và cái lý do thứ ba như muốn chia sẻ cho các anh chị là cái Phan Thiết nó đang là vùng chủng về giá. Đây là vùng chủng về giá. Thì như các anh chị nhìn trên biểu đồ thì anh chị thấy là đây là cái giá đất của những cái con đường lớn ở những cái thành phố. Ví dụ như Vũng Tàu thì chúng ta có đường Thùy Vân, đường ven biển, thì giá nó từ 280 triệu cho đến 360 triệu. Đà Nẵng thì có đường Võ Nguyên Giáp thì từ 430 cho đến 540 triệu. Và Nha Trang có đường Trần Phú thì nó lên tới 800 triệu mét vuông. Còn ở khu vực Bình Thuận Phan Thiết thì cái đường mắc nhất của Bình Thuận Phan Thiết thì nó chỉ tầm 60 đến 110 triệu. Thì các anh chị thấy về cái biên độ tăng giá sau này của Bình Thuận nó rất là nhiều tiềm năng để tăng giá với cái việc mà được đầu tư cơ sở hạ tầng như thế này. Lý do thứ tư thì Nhân muốn chia sẻ cho tất cả các quý khách hàng đó là vị trí đón đầu. Cái vị trí Bình Thuận rất là đẹp. Thì các anh chị nhìn trên bản đồ, anh chị có thể thấy một điều rằng Bình Thuận nằm ở vị trí cửa ngõ giao thương của khu tứ giác kinh tế với các tỉnh phía Bắc. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy là khu tứ giác kinh tế là gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa, Vũng Tàu, chiếm hơn 40% quy mô nền kinh tế cả nước. Thì điều này giúp Bình Thuận dễ dàng kết nối để phát triển công nghiệp. Tại vì cơ sở hạ tầng ở những cái nơi này nó có sẵn rồi. Về sân bay, cảng biển, logistics đầy đủ hết. Và điều kiện là với những cái quy mô dân số ở đây thì khoảng là hơn 20 triệu dân. Thì là giúp Bình Thuận sẽ có có khoảng mà 20 triệu du khách sẵn có. Và du lịch thường thường thì các anh chị thấy thì du lịch nội địa và du lịch ngắn ngày thì là một trong những cái du lịch giúp mà địa phương phát triển tương đối mạnh nhất, mạnh hơn so với lại du lịch khách quốc tế rất là nhiều. Và đây là một trong những cái là bền vững ở đây đối với Bình Thuận. Thì nhìn trên đây anh chị có thấy được mức độ tăng trưởng GDP. Thì các anh chị thấy được những cái tỉnh mà lấy thành phố Hồ Chí Minh là đô thị hạt nhân. Thì anh chị nhìn thấy những cái tỉnh mà ven thành phố Hồ Chí Minh như là Long An, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, Tiền Giang. Thì các anh chị đều thấy là cái tốc độ mà tăng trưởng GDP nó đều rất là cao, đều trên 7%. Đó. Thì khi mà Bình Thuận được đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cái tuyến cao tốc mà kết nối Bình Thuận với thành phố Hồ Chí Minh á, thì sẽ tạo động lực cho Bình Thuận phát triển về kinh tế và du lịch rất là mạnh. Đó, đó là bốn lý do mà Nhân muốn chia sẻ cho các anh chị là tại sao là mình nên đầu tư ở khu vực Phan Thiết, Bình Thuận trong thời gian sắp tới. Tiếp theo thì Nhân xin chia sẻ cho các anh chị về thông tin về Thanh Long Bay. Thanh Long Bay là một sự lựa chọn của phong cách sống mới. Đầu tiên thì anh chị nhìn thấy đây là tổng thể cái khu đô thị Thanh Long Bay của mình. Thì quy mô của Thanh Long Bay thì khoảng là hơn 90 hectare. Nó gồm những cái sản phẩm như là nhà phố thương mại biển, căn hộ biển, biệt thự biển, mini hotel, shop house và khách sạn 5 sao. Và cùng rất là nhiều các dịch vụ tiện ích ở bên trong Thanh Long Bay. Thì đầu tiên thì Nhân sẽ đi đến cái dịch vụ tiện ích, cái điểm mạnh đầu tiên của Thanh Long Bay. Thứ nhất là Thanh Long Bay sở hữu đường bờ biển dài 1.700m và 30 hectare mặt biển. Thì 30 hectare mặt biển này do chủ đầu tư thuê để sau này phát triển thể thao biển. Các anh chị nhìn thấy thì Thanh Long Bay thì có một cái bãi biển rất là xanh, bờ cát trắng và rất là mịn ha. Bản thân Nhân khi ra đây thì mình thường là bỏ dép ra mình đi bộ trên bãi biển này. Và đặc biệt là bãi biển này rất là an toàn. Và khi mà Nhân thử tắm biển ở đây thì Nhân đi ra ngoài bãi biển thì khoảng xa khoảng 100m thì nước biển nó cũng rất là lài và ngang ngực thôi.
Chính vì lý do đó thì tập đoàn HKO Sport mới phát triển khu thể thao biển ở đây. Đó, tại vì bãi biển ngoài đẹp ra thì yếu tố an toàn thì mới phát triển cái thể thao biển. Nên là tập đoàn HKO Sport phát triển khu thể thao biển ở đây. Thì trung tâm thể thao biển thì đây là nơi tổ chức các loại hình thể thao biển với 12 loại hình thể thao biển như là mô tô nước nè, cano kéo dù bay nè, flyboy nè, lặn biển nè và lướt lướt phao chuối. Thì đơn vị vận hành là đơn vị HKO Sport. Thì đây là đơn vị vận hành cái khu thể thao biển ở Hawaii. Thì như các anh chị biết là khi mà du khách quốc tế đến Hawaii, ngoài cái việc mà trải nghiệm bãi biển đẹp ra thì cái điều mà họ quan tâm nhất á, đến Hawaii họ được chơi thể thao biển. Thì đây là một trong những cái lý do mà khiến du khách quốc tế thì luôn đến với Hawaii để trải nghiệm các trò chơi thể thao biển ở đây, nó rất là thú vị. Nên là với như vậy thì hứa hẹn thì Thanh Long Bay á, sẽ được H2O Sport đưa Thanh Long Bay thành một cái trung tâm thể thao biển lớn nhất Việt Nam và thu hút khách trong nước và quốc tế. Cái tiện ích tiếp theo của Thanh Long Bay thì các anh chị thấy đây là cái bít lốp của Thanh Long Bay thì được thiết kế rất là sang trọng và độc đáo, với các hạng mục như là bar ngoài trời nè, khu ẩm thực hải sản nè, cà phê, hồ bơi vô cực nè. Thì khách hàng đến đây thì tha hồ tận hưởng những đồ ăn và thức uống độc lạ bên bãi biển rất là đẹp và thơ mộng của chúng ta. Cái thứ ba thì chúng ta thấy là cái khu nhưng chia sẻ thêm là bên trong khu bít lốp thì nó còn có khu bít hao, thì nó có những cái tập gym, yoga, spa. Đây là nơi mà để cho du khách đến mà chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp trong cái thời gian mà mình đi du lịch nghỉ dưỡng. Cái khu tiếp theo của chúng ta là cái khu Eco Lambing. Thì đây là một cái loại hình cắm trại kiểu sang trọng, cao cấp và lãng mạn. Đây là cái hình thức mà du lịch mà được các nước rất phát triển, yêu thích và là xu hướng của Việt Nam sau này. Thì khu này thì đã được thi công ở Thanh Long Bay rồi và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2022. Và cái phần mà tiện ích đặc biệt quan trọng nhất ở của Thanh Long Bay đó là quảng trường biển. Thì cái quảng trường biển thì nó nằm ở vị trí trung tâm Thanh Long Bay nên được chủ đầu tư rất là chăm chút kỹ lưỡng ha. Thì quy mô của quảng trường biển thì nó khoảng 2 hectare do đơn vị là TA Landcap thiết kế. Thì đây là đơn vị, như các chị biết là đây là đơn vị thiết kế cây cầu vàng ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Thì giúp cho cây cầu vàng lọt vào top 10 cây cầu đi bộ đẹp nhất thế giới và là top 100 điểm đến trên thế giới do tờ New York Times bình chọn. Thì nổi bật giữa trung tâm quảng trường biển thì anh chị có thể thấy là đây là có cái cầu Ngân Hà. Đây là cây cầu đi bộ với hình dáng uốn lượn cùng với thiết kế rất là độc đáo. Thì xung quanh cây cầu thì được trang trí đèn LED rất là đẹp. Đứng trên cây cầu thì du khách có thể ngắm trọn vẹn cái quảng trường và ngắm biển thì không bị cản tầm nhìn. Thì khi mà cái cảm giác mà mình đi đi dạo trên cầu thì các anh chị sẽ cảm nhận được cái sự hòa quyện của biển, những bãi cát trắng mênh mông nè, ánh sáng mặt trời rực rỡ nè, âm thanh sóng vỗ rì rào nè và làn gió rất là mát lạnh ha, tạo cho chúng ta cảm xúc rất là phiêu. Và khi màn đêm buông xuống thì các anh chị có thể thấy được là vẻ đẹp của cái cầu biển. Thì mình đi bộ cho nó giống như mình đi bộ trên những cái dòng sông sao á, khiến chúng ta thì liên tưởng là việc mình đang đi bộ trên dải ngân hà. Thì cái vẻ đẹp đó sẽ, khi mà mình tận hưởng thì nó sẽ mang cho mình một cảm giác rất là hạnh phúc và may mắn khi mà mình đặt chân đến đây. Thì điểm cuối của giao lộ quảng trường biển thì anh chị có thấy đó, đó là vòng xoay Ánh Trăng. Thì đây là sẽ là nơi hứa hẹn đem đến cho khách hàng những cái trải nghiệm mới về những cái dịch vụ sôi động. Đó thì các anh chị thấy là với cái đơn vị mà thiết kế tham gia thiết kế ánh sáng đó, đó là đơn vị ASA, đơn vị tham gia thiết kế chiếu sáng cho Thanh Long Bay á, thì nó mang được một sự rực rỡ nhưng rất tinh tế, vừa bản địa nhưng là hiện đại. Thì ASA nhưng chia sẻ thêm cho các chị là ASA là cũng là một đơn vị thiết kế ánh sáng rất là nổi tiếng cho những khách sạn 5 sao lớn như là Intercontinental Phú Quốc, Bát Hà Giác Phú Quốc, Sheraton Thành phố Hồ Chí Minh và Marriott Cam Ranh, và đặc biệt là đã thiết kế cho cái ánh sáng cho cái cầu cầu Rồng ở Đà Nẵng. Thì các anh chị thấy thì nhìn trên hình thì các chị thấy là các con đường ở ở khu quảng trường biển cũng có như là ở trong Thanh Long Bay á, thì đều được lát đá, thì nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là gần gũi với thiên nhiên. Tại sao chủ đầu tư họ không thảm nhựa và bỏ kinh phí rất là lớn? Tại vì các anh chị biết là cái kinh phí mà nội mà chi phí đá lát nó đã cao hơn rồi, nhưng mà cái chi phí mà thi công đá cho cái khu quảng trường biển này nó càng cao hơn nữa. Và khi bản thân mà nhân ra đây tham tham quan công trình thì nhận thấy là
gần khoảng 300 công nhân mà lát cái quảng trường biển này, thì trong vòng một ngày thì nó chỉ có một đoạn rất là nhỏ thôi đó. Thì mặc dù là cái quảng trường biển này đã một quảng trường biển này đã được bên chủ tư rất là chăm chút, thì bên trong khu quảng trường biển thì các anh chị sẽ thấy là nó có cái khu mà sân khấu biểu diễn, quy mô là khoảng 5.000 người. Đây là sẽ là nơi tổ chức các lễ hội biển như là festival này, lễ hội âm nhạc, lễ hội thời trang vào những dịp cuối tuần và các dịp lễ, sẽ thu hút khách du lịch đến đây rất là nhiều. Đây là giúp du khách là hòa mình vào những cái không khí sôi động nè, tràn đầy năng lượng nè, và xem những tiết mục đặc sắc mà chỉ có tại Thăng Long Bay mới có được. Thì bên cạnh cái khu quảng trường biển thì các anh chị thấy là đây là khu phố ẩm thực. Thì đây là nơi bán đây là những nơi bán những cái hải sản tươi sống nè, đặc sản địa phương và các món ăn đường phố rất là hấp dẫn. Thì cái bên khu phố ẩm thực thì chúng ta có một cái nơi sang trọng hơn, đó là cái khu nhà hàng chủ đề. Thì đây là nơi phục vụ những cái món ăn Á Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, thuần Việt và Trung Hoa, thì đem hết tất cả những ẩm thực thế giới về tại Thanh Long Bay luôn. Thì ngoài những cái tiện ích ở chỗ mà khu vực mà quảng trường biển á, thì có hai cái khu cũng rất là quan trọng và đặc biệt quan trọng thì Nhân chia sẻ thêm cho các anh chị, đó là cái viện an dưỡng. Thì đối với người cao tuổi á, thì khi họ đi chơi á, thì cái điều họ lo lắng nhất là cái sức khỏe. Hiểu được cái điều đó nên là viện an dưỡng ở Thanh Long Bay á, thì đây là nơi chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi. Thì khi du khách đến đây thì họ sẽ được chăm sóc với năm dịch vụ. Thứ nhất là chăm sóc về sinh hoạt cá nhân, chăm sóc sức khỏe, chăm sóc dinh dưỡng, tập luyện, phục hồi chức năng và văn hóa tinh thần với những cái đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng có chuyên môn cao và tâm huyết. Đó thì đây là một trong những cái điều mà những cái du khách lớn tuổi họ rất là thích khi tới Thanh Long Bay. Cái khu tiếp theo là khu Kids City. Thì khu này dành riêng cho trẻ em thì từ 3 đến 12 tuổi. Thì đến đây thì các em sẽ quên đi những cái áp lực học hành, quên đi những cái trò chơi điện tử vô bổ và được hòa mình vào các trò chơi dân gian, hoạt động ngoài trời, và sẽ được đào tạo các kỹ năng sống nè. Đây là cái sân chơi kết hợp giữa hiện đại và giáo dục, rèn luyện kỹ năng xã hội giúp các em phát triển toàn diện. Đó. Và như các chị thấy thì Thanh Long Bay thì ngoài cái việc mà Thanh Long Bay á, phục vụ đầy đủ cho các thế hệ trong một gia đình luôn. Đó, về các dịch vụ tiện ích của Thanh Long Bay thì các chị đều thấy phục vụ hết cho các thế hệ trong gia đình luôn. Và tiếp theo là cái cảng du thuyền lớn nhất khu vực. Thì đây là một trong những cái điều cũng quan trọng cho cái việc phát triển tầm nhìn xa hơn của đô thị biển. Thì các anh chị thấy là hiện tại ở giao thông đường thủy á, ở Việt Nam mình chưa phát triển mạnh, nhưng mà hiện tại đã có Man Nha phát triển rồi, và về tương lai thì nó sẽ phát triển rất mạnh. Và các anh chị đi du thuyền thì nó không phải như đi ô tô, chị muốn đậu đâu cũng được, nó phải có bến đỗ ha. Và chiếc du thuyền là chiếc giá trị nó lên tới các triệu đô lận, nên là phải có bến du thuyền, phải có người đỗ, người chăm sóc nó thì mới được. Thì Thanh Long Bay, ngay tại Thanh Long Bay luôn có một cái bến đỗ du thuyền, thì đây là sẽ là một cái điều giúp Thanh Long Bay phát triển sau này xa hơn về du lịch biển rất là nhiều. Đó là những lý do tại sao mà anh chị nên chọn Thanh Long Bay. Và cái điều cuối cùng thì Nhân muốn chia sẻ là Thanh Long Bay đạt hai cái giải thưởng lớn. Thứ nhất là top 10 khu nghỉ dưỡng tiềm năng do tạp chí Bất Động Sản Việt Nam Real Time bình chọn. Thứ hai nữa là top nhà phố có thiết kế kiến trúc tốt nhất Việt Nam năm 2020. Và nó tốt như thế nào thì sau đây thì Nhân sẽ chia sẻ cho anh chị chi tiết hơn về khu The Son. Thì tiếp theo Nhân chia sẻ cho anh chị tại sao mình nên mua The Son. Đầu tiên là cái kiến trúc của The Son. Thì các anh chị thấy một điều rằng được kiến trúc của The Son rất là đặc biệt, là nhà phố hai mặt tiền, nhà phố hai mặt tiền, mặt trước là để kinh doanh, mặt sau là để tận hưởng cái tiện ích là có hồ bơi, có công viên. Thì cái kiến trúc đây nó có rất đặc biệt là với những cái nắng ở Bình Thuận, thì The Son là một trong những căn nhà tràn ngập sắc xanh nè, kèm với những cái lam gỗ mộc mang đến cho The Son vừa hiện đại nhưng mà vẫn đậm chất cái vùng quê Việt Nam. Thì bên trung tâm của cái khu The Son thì các anh chị thấy thì khoảng 38 các The Son thì là sẽ có một cái công viên khoảng 1.400 m2
và cái hồ bơi tràn sang trọng. Đây là cái đặc quyền riêng của cái khu The Son, sự kết hợp giữa garden, pool và beach thì sẽ tạo cho khách hàng một cái cảm giác rất là mới mẻ. Và cái kiến trúc của The Son thì các anh chị thấy thì hiện tại ở Việt Nam thì rất là ít gặp. Kiến trúc này các anh chị chỉ có gặp trên các nước phát triển thôi, và hiện tại ở Việt Nam thì rất ít gặp các kiến trúc như thế này. Đó. Thiết kế thì xây dựng là một trệt hai lầu để chúng ta tối ưu hóa về cái tiện ích công năng sử dụng, với khoảng là 280 diện tích xây dựng. View phòng khách á, thì Thanh Long Bay thì các anh chị biết là những căn nhà ven biển á, thì cái điều quan trọng nhất là cái view rất là quan trọng. Thì cái view phòng khách của Thanh Long Bay các anh chị thấy là view đây rất là xịn sò, view nhìn ra công viên, trung tâm và hồ bơi sang trọng nè, vừa đón nắng, đón gió và vẫn luôn tràn ngập ánh sáng. Thì khi đến đây thì khi mà du khách được nghỉ dưỡng trong đây thì nó mang cho mình một năng lượng rất là tích cực. Đây là view phòng ngủ, rất là thoáng ha, rất là thoáng, view rất là thoáng, nhìn ra khu đường, con đường phố đi bộ. Cái lý do tiếp theo á, thì các anh chị thấy thì cái tại sao mua Thanh Long Bay, thì lý do tiếp theo chị thấy là cái ở đây thì nó rất là xứng đáng, so với mặt bằng giá khu vực thì nó tương đối rất là rẻ. Và ở đây thì chúng ta có thể kết hợp giữa nghỉ dưỡng, cho thuê và kinh doanh. Và chúng ở đây thì các anh chị biết là một điều rằng khi mà để sở hữu cái tiện ích mà hồ bơi mà sân vườn á, thì mà khi mà đi mua các khu nghỉ dưỡng thì anh chị sẽ liên tưởng đến mình sẽ mua những cái căn biệt thự, chỉ có biệt thự ven biển thì mới có được những tiện ích này thôi. Và biệt thự ven biển thì giá cũng rất là đắt, phải tầm triệu đô trở lên. Nhưng mà đối với Thanh Long Bay thì các anh chị chỉ cần khoảng 7 đến 8 tỷ là The Son. Đối với The Son thì anh chị cần 7 8 tỷ là anh chị đã sở hữu những cái giá trị của biệt thự triệu đô rồi. Bên cạnh đó thì anh chị thấy là một cái kiến trúc xanh rất là độc đáo, bố cục và không gian rất là thích hợp, mang đến cho chúng ta một cái giá trị nghỉ dưỡng. Không gian thì rất là thoáng đãng ha, rất thoáng đãng. Thật sự kiến trúc này khi mà nhân đến Thanh Long Bay thì cái kiến trúc của mình rất là đặc biệt. Và cái điều quan trọng nữa các anh chị thấy thì cái sự khan hiếm. Các anh chị thấy thì The Son á, thì trong tổng thể là 10.000 sản phẩm của Thanh Long Bay thì chỉ có 224 căn The Son là nhà phố hai mặt tiền, có công viên và có hồ bơi thôi. Chắc chắn sau này anh chị muốn kiếm một cái khu nào mà vừa có công viên trung tâm mà vừa có hồ bơi thì không có. Cái tỷ lệ mà 224 căn rất ít. Thì như các anh chị biết là ở Bình Thuận, Phan Thiết thì nó cũng có một cái dự án cũng là 10.000 sản phẩm. Nhưng mà các anh chị mua căn nhà phố đó thì nó rất là nhiều, tại vì nhà phố nó chiếm tỷ trọng lớn, nó chiếm khoảng 5.000 căn nhà phố, nó chiếm 50%. Thì anh chị mua một căn nhà phố đó thì nó cũng rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà anh chị chọn một căn The Son ở Thanh Long Bay á, ở đây thì anh chị thấy một điều là nó rất là khan hiếm và số lượng nó không nhiều. Hiện tại mình không mua, sau này mình muốn mua thì nó cũng rất là khó ha. Tiếp theo, lý do tiếp theo thì lý do thứ năm mà Nhân muốn chia sẻ cho đến với quý vị khách hàng đó là các đối tác chiến lược của Nam Group. Mặc dù Nam Group là một đơn vị rất là trẻ, nhưng mà Nam Group được hợp tác với những cái đối tác chiến lược rất là uy tín và lớn trên thị trường, cũng như là lớn nhất ở Việt Nam cũng như là trên thế giới. Đầu tiên thì đơn vị thiết kế thì là đơn vị MIA. Đơn vị MIA với lại 18 năm kinh nghiệm, chuyên thiết kế các nhà khách sạn, khu nghỉ dưỡng, biệt thự. Thành tích mà MIA đạt được trong 18 năm qua là đạt được là 40 giải thưởng trong nước và quốc tế về các hạng mục công trình thiết kế. Cái thứ hai, đối tác thứ hai là thiết kế ánh sáng ASA. ASA là đơn vị thiết kế ánh sáng nổi tiếng cho những cái khách sạn 5 sao và nghỉ dưỡng cao cấp. Thì tên đầy đủ là ASA Lighting Design. Họ cho biết rằng cái cầu rồng ở Đà Nẵng á, thì là cùng với 8 công trình khác trên thế giới lọt vào chung kết Lighting Design Award năm 2014 trong hạng mục là công trình quốc tế có chiếu sáng cảnh quan xuất sắc. Họ và giải thưởng này họ đạt là ở tại Anh vào tháng 3 năm 2014. Tiếp theo là các anh chị thấy là Recon là tổng thầu xây dựng ở Thanh Long Bay. Thì các anh chị biết là Recon là một đơn vị mà tổng thầu xây dựng rất nổi tiếng ở Việt Nam rồi, thì
nên là Nhân cũng không không cần phải nói nhiều. Tiếp theo là đơn vị mà TI Landcap, thì đây là đơn vị mà thiết kế cái cầu vàng rất là nổi tiếng ở ngoài Đà Nẵng đó, và đơn vị này sẽ thiết kế về cái quảng trường biển cho Thăng Long Bay. Và những đơn vị bạn vận hành thì chúng ta có những đơn vị vận hành nổi tiếng như là GOL Group, thì đây là một cái tập đoàn của Mỹ chuyên cung cấp và dịch vụ quản lý và đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Doanh thu của GOL mỗi năm là khoảng 18 tỷ đô với khoảng là 300 văn phòng tại 80 quốc gia. Thì trụ sở thì của GOL thì đặt tại Chicago. Tiếp theo là đơn vị Accor. Accor là cái tập đoàn quản lý khách sạn của Pháp với hơn là 50 năm kinh nghiệm. Các thương hiệu của Accor nổi tiếng như là Pullman, Novotel và Sofitel. Và đơn vị vận hành tiếp theo là đơn vị Wyndham Hotel Group. Đây là đơn vị vận hành khách sạn lớn nhất của Mỹ. Hiện tại thì nó có khoảng là 9.300 khách sạn trên 90 quốc gia. Thì các thương hiệu nổi tiếng như của Wyndham thì các chị đều biết đó là Hilton, Marriott và Intercontinental. Đây là những cái thương hiệu rất nổi tiếng ở khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam cũng như trên thế giới. Cuối cùng là đơn vị H2O Sport. Đây là đơn vị vận hành thể thao biển của Mỹ. Thì các chị biết là một điều là Nam Group là một cái nhà phát triển bất động sản tương đối trẻ, nhưng mà cũng rất là đầu tư khi mà thuê những cái đơn vị mà nổi tiếng để mà cùng với mình phát triển cái dự án Thăng Long Bay. Thì sau đây thì Nhân sẽ tóm gọn lại những cái lý do mà mình nên chọn The Son Thăng Long Bay. Đó là về cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ nè, vùng chủng về giá nè, sở hữu bãi biển riêng dài 1,7 km và 30 hecta nè, bãi biển đẹp và rất an toàn. Nó nằm trong cái tổ hợp nghỉ dưỡng thể thao biển quy mô lớn nhất của Bình Thuận. Tiến độ xây dựng rất là tốt, thì tiến độ xây dựng thì chút nữa chúng tôi sẽ trình chiếu cho các anh chị về video. Và số lượng có hạn là chỉ có khoảng là 224 căn trên là 10.000 sản phẩm thôi. Và kiến trúc ở bên The Son rất là độc đáo. Các anh chị chắc chắn là ở Việt Nam mình rất là khó tìm kiếm một cái sản phẩm nghỉ dưỡng ven biển có cái kiến trúc đẹp như vậy. Tiếp theo thì các anh chị có thể là chúng ta cũng đã thích Thăng Long Bay rồi, cũng đã thích thị trường Bình Thuận rồi, cũng đã thích cái phân khu The Son rồi, nhưng mà làm sao chúng ta mua được và tại sao chúng ta nên mua trong thời điểm này? Thì sau đây thì Nhân sẽ chia sẻ cho các anh chị về cái chính sách bán hàng của khu The Son trong cái thời điểm này. Thì đầu tiên thì khách hàng mua trong giai đoạn trong ngày hôm nay sẽ được tặng một cái máy nước nóng năng lượng mặt trời và hệ thống năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu. Thứ hai là được miễn phí quản lý do GOL là trong 3 năm đầu. Thứ ba là được tặng gói hỗ trợ kinh doanh 500 triệu. Thì các chị biết thường kinh doanh thì giai đoạn đầu rất là khó khăn, nên là chủ tư là trong năm đầu hỗ trợ cho anh chị gói kinh doanh là 500 triệu, là có nghĩa là anh chị kinh doanh không biết được hay không, nhưng mà được chủ tư hỗ trợ 500 triệu trong năm đầu rồi. Và cái thứ tư là chính sách cam kết cho mua lại sản phẩm 6% trên năm, số lượng chỉ dành cho 30 shop. Đây là một cái sự đảm bảo cho khách hàng khi mà đầu tư ở The Son là luôn có lời. Tuy nhiên thì chắc chắn các anh chị đi đầu tư bất động sản mà để mà kiếm lợi nhuận 6% trên một năm thì thật sự không ai đi cam tâm đi đầu tư hết. Các anh chị quan tâm đối với The Son thời điểm hiện tại để đầu tư là cái giá trị của khu này mang lại và cái quy hoạch phát triển trong tương lai, đó là mình vẫn mong muốn là The Son thì mỗi năm thì nó sẽ phát triển là tăng giá là khoảng 30 cho đến 50%, đó là cái giá trị mong muốn. Còn cái giá trị này là chủ đầu tư cam kết cho để cho các khách hàng có một sự đảm bảo và yên tâm thôi. Và đây là một cái điều cũng rất quan trọng đối với những khách hàng mua trong cái thời điểm Covid hiện tại, và hiện tại rất là rất ít chủ đầu tư thực hiện chính sách như thế này. Tiếp theo là cái chính sách về thanh toán. Thì khách hàng chỉ cần thanh toán 25% nhận nhà và còn lại không cần phải thanh toán gì nữa. Như các anh chị biết là 25% của giá trị một căn The Son thì nó khoảng là 1,8 tỷ. Thì thật sự với 1,8 tỷ để mà anh chị đi đầu tư bất động sản á, tới thời điểm hiện tại để mà mua một những lô đất đẹp hoặc là những căn nhà đẹp gần như là nó rất là không khả thi, đặc biệt là mua nhà 1,8 tỷ, mình mua những cái vùng nào nó cũng rất là khó. Mà với chính sách như thế này, và thứ hai nữa là khi mà những cái căn shop house hoặc là nhà phố biển á, thì các anh chị đều thấy một đặc điểm là ngân hàng chỉ cho vay là 50% trong vòng
10 năm thôi. Nhưng mà tại Thanh Long Bay, ngân hàng cho vay lên tới 75% trong vòng 25 năm. Các anh chị có đặt dấu hỏi tại sao không? Tại vì ngân hàng định giá cái giá trị ở Thanh Long Bay, ở The Son này là giá trị thật. Giá trị thật nên họ mới cho vay 75%. Cái thứ hai nữa là ngân hàng thấy được cái tiềm năng phát triển của The Son mà thấy được tiềm năng phát triển của Thanh Long Bay, thấy được tiềm năng phát triển của Bình Thuận. Nên là họ cho vay tới 25 năm luôn. Đó. Nên là khi mà anh chị mà chọn mua Thanh Long Bay đây thì các chị chỉ cần chuẩn bị 25% thôi. Và đây là một cái số tiền để mà mua một cái căn mua đi đầu tư ở đâu thì nó cũng rất là khó, nhưng mà với 25% này khi anh chị đầu tư ở Thanh Long Bay á, một cái khu The Son như thế này á, về tiềm năng tăng trưởng và phát triển thì nó rất là xứng đáng. Và lại mình thanh toán 25% mà đợi đến khi những nhà thôi, còn lại mình không cần đóng lãi, cũng không cần đóng gốc gì hết, còn lại chủ tư lo hết cho các anh chị rồi. Thì đó là những cái chia sẻ của Nhân về tổng quan Bình Thuận, tổng quan về dự án Thanh Long Bay cũng như là về cái phân khu The Son. Thì hy vọng là những cái thông tin mà Nhân cung cấp cho các anh chị thì cũng giúp các anh chị đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm hiện tại. Nhân xin cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ từ anh Nhân. Chúc anh nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong công việc và trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Đại Nghĩa và tất cả các khách hàng. Kính thưa quý vị, qua những chia sẻ của anh Phạm Trọng Nhân, chúng ta đã hiểu The Son là như thế nào. Chúng ta biết lý do vì sao chúng ta nên đầu tư, nên mua The Son. Và quan trọng nhất, với đại dịch Covid-19 có tác động không nhỏ đến dòng tiền của bản thân tôi cũng như là tất cả quý nhà đầu tư, thì chúng ta hiện nay đã có thể an tâm vì đã có Nam Group san sẻ gánh nặng tài chính và giúp chúng ta có thể là hoàn toàn thoải mái, tự tin để sở hữu một sản phẩm tuyệt vời như The Son của Thanh Long Bay. Và tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với phần rút thăm may mắn dành cho các khách hàng chúng ta đã sở hữu The Son. Như chúng tôi đã thông báo thì phần giải này chúng ta sẽ có 2 giải may mắn, mỗi giải trị giá 3 chỉ vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần rút thăm đầu tiên để chọn ra vị khách hàng may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay nhận được 3 chỉ vàng từ phía Thanh Long Bay, từ phía The Son quý vị nhé. Và trên màn hình của chúng ta sẽ có phần nhảy số để hệ thống chọn ra ngẫu nhiên vị khách hàng sở hữu The Son may mắn đầu tiên ngày hôm nay sở hữu 3 chỉ vàng. Và chương trình quay số dành cho khách hàng sở hữu The Son bắt đầu. Chúng tôi xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Ngọc Anh, chủ nhân của căn B330 với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 0125. Một lần nữa xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Ngọc Anh, chủ nhân của căn The Son B330 với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 0125 đã trở thành vị khách hàng may mắn đầu tiên ngày hôm nay nhận được 3 chỉ vàng từ phía The Son Thanh Long Bay. Một lần nữa xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Ngọc Anh. Và vị khách hàng Nguyễn Ngọc Anh của chúng ta hãy nhanh tay chúng ta nhập tên cũng như là 4 số đuôi chứng minh nhân dân của mình vào trong phần bình luận, phần comment của chương trình livestream ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng ta thấy thì làn sóng đại dịch Covid-19 lần thứ tư đã kéo dài từ cuối tháng 4 năm 2021 cho đến nay, có những ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển dự án của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự hào và vinh hạnh có được sự tin tưởng cũng như là sự đồng hành của tất cả quý khách hàng cho đến thời điểm này. Đây chính là động lực to lớn nhất để đội ngũ của chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực mỗi ngày để giữ vững tiến độ phát triển dự án đúng với cam kết đã đặt ra. Với nỗ lực hoàn thành các hạng mục hạ tầng trung tâm theo đúng tiến độ đề ra, Thanh Long Bay đã chứng kiến sự thay đổi rõ nét về diện mạo khi các công trình điểm nhấn đang dần hoàn thiện và hình thành. Đặc biệt, cầu Thiên Hà, điểm nhấn ấn tượng với thiết kế uốn lượn mềm mại được tạo hình từ một khối thép khổng lồ, đòi hỏi kỹ thuật thi công cao và tỉ mỉ, đã đi đến giai đoạn hoàn thiện, tạo thành một điểm check-in rất ấn tượng và thu hút tất cả các du khách ngay khi đại dịch Covid-19 của chúng ta kết thúc. Và bây giờ, xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn clip ngắn sau đây để cùng nhìn xem những thay đổi rất tuyệt vời và bất ngờ của Thanh Long Bay chỉ trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. We'll be right back.
ống hổi từ dự án Thanh Long Bay. Và thưa quý vị, mặc dù với rất nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19, nhưng tất cả mọi tiến độ thi công của công trình vẫn đang được diễn ra một cách gấp rút và khẩn trương để một đô thị biển đáng sống hàng đầu trong khu vực như Thanh Long Bay sẽ sớm được hoàn thiện đúng với cam kết, thậm chí là vượt mong đợi đến tận tay tất cả quý khách hàng và quý nhà đầu tư. Và ngay khi Covid-19 vừa kết thúc, quý vị nào chúng ta có điều kiện hãy làm ngay một chuyến du ngoạn trực tiếp đến dự án Thanh Long Bay để chúng ta mục sở thị, chúng ta tận mắt chứng kiến và trải nghiệm trực tiếp những thay đổi rất tuyệt vời của dự án Thanh Long Bay và dự án The Son mà chúng ta đang quan tâm quý vị nhé. Và bây giờ trước khi đến với phần tiếp theo, chúng tôi xin một lần nữa thông báo lại về chính sách bán hàng ưu đãi đặc biệt dành cho tất cả khách hàng chúng ta quyết định mua, quyết định sở hữu The Son trong sự kiện ngày hôm nay. Như anh Nhân có chia sẻ cùng tất cả chúng ta, quý khách hàng hoàn toàn có thể dễ dàng sở hữu The Son với mức thanh toán chỉ 25% giá trị căn nhà, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng. 75% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay với ưu đãi lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc cho đến khi nhận nhà. Cùng với đó, The Son còn được áp dụng chương trình cam kết lợi nhuận 6% một năm. Quý vị lưu ý nhé, và đặc biệt là như anh Nhân có chia sẻ cùng tất cả chúng ta, chỉ 1,8 tỷ đồng, rất khó để chúng ta có thể có một cái cơ hội đầu tư nào khác. Tuy nhiên, với Thanh Long Bay, với The Son thì rất dễ dàng để chúng ta có thể sở hữu một sản phẩm tuyệt vời này, và với cái phần 25% giá trị căn nhà đầu tiên chỉ tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng, một cơ hội mà chúng ta không nên bỏ qua, đặc biệt là trong cái mùa dịch Covid này. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhắc lại về cái phần cam kết lợi nhuận 6% một năm. Và với những quý khách hàng nào chúng ta quyết định giao dịch thành công chỉ trong ngày hôm nay sản phẩm The Son thì sẽ được hưởng ưu đãi là gói hỗ trợ kinh doanh lên đến 500 triệu đồng. Quý vị sẽ được tặng máy nước nóng năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu đồng, cũng như được hỗ trợ 3 năm phí quản lý khi nhận nhà cùng hàng loạt những gói chiết khấu với tổng giá trị ưu đãi lên đến 1 tỷ đồng. Quý vị lưu ý nhé, và chúng ta đừng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội hấp dẫn nào của The Son của Thanh Long Bay để trở thành một vị chủ nhân mới của The Son trong ngày hôm nay. Đây là những cái chương trình ưu đãi mà chúng tôi nhắc lại là chỉ diễn ra duy nhất cho quý khách hàng nào chúng ta hoàn tất phần booking trong sự kiện sáng ngày hôm nay. Và theo như thông tin chúng tôi nhận được từ ban tổ chức thì cho đến thời điểm này đã có khoảng hơn 30 booking thành công phân khu The Son của dự án Thanh Long Bay. Và chúng tôi xin được phép chia sẻ cùng quý vị thông tin của những khách hàng này ở trên phần chạy chữ của màn hình. Xin được mời bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi danh sách với những khách hàng đầu tiên booking thành công trong buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi xin được chúc mừng những khách hàng này đã trở thành những khách hàng đầu tiên may mắn sở hữu được The Son cũng như nhận được những chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ diễn ra duy nhất trong sự kiện ngày hôm nay. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình, đây chúng ta sẽ đến với phần rút thăm tiếp theo dành cho khách hàng nào chúng ta đã sở hữu The Son Thanh Long Bay thành công. Đó chính là chương trình rút thăm 3 chỉ vàng. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta chỉ có duy nhất 2 giải quý vị nhé. Chúng ta đã có một giải rồi, khách hàng Nguyễn Ngọc Anh đã nhận rồi. Và đây sẽ là vị khách hàng thứ hai nhận được 3 chỉ vàng trong sự kiện ngày hôm nay. Khách hàng của chúng ta sẽ là ai? Chúng ta cùng chờ đón chương trình rút thăm này. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Và xin được chúc mừng 3 chỉ vàng tiếp theo thuộc về khách hàng Bùi Thị Phương Thảo, chủ nhân của căn A618 với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 2940. Một lần nữa xin được chúc mừng khách hàng Bùi Thị Phương Thảo, chủ nhân của căn A618, 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 2940, đã trở thành vị khách hàng may mắn tiếp theo sở hữu được 3 chỉ vàng. Và khách hàng Phương Thảo của chúng ta hãy nhanh tay, chúng ta comment, bình luận cái tên cũng như là 4 số đuôi chứng minh nhân dân của mình vào phần bình luận của chương trình chị Thảo nhé. Thưa quý vị, vừa rồi là chúng ta đã đến với phần rút thăm may mắn dành cho những khách hàng nào chúng ta chọn mua và sở hữu thành công The Son với 2 giải, mỗi giải trị giá là 3 chỉ vàng. Và tiếp nối sẽ là phần rút thăm may mắn dành cho tất cả các quý khách hàng chúng ta tham dự sự kiện ngày hôm nay với 3 giải thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Một giải thưởng vô cùng hấp dẫn dành cho tất cả quý vị. Và bây giờ, bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã sẵn sàng để chúng ta chọn ra vị khách hàng may mắn đầu tiên nhận được 1 triệu đồng. Xin mời, chương trình quay số bắt đầu. Xin được chúc mừng khách hàng Lê Quang Trung với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 1504. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng giải thưởng 1 triệu đồng đầu tiên
đã thuộc về khách hàng Lê Quang Trung với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 1504. Khách hàng Lê Quang Trung của chúng ta hãy nhanh tay chúng ta bình luận cái tên và 4 số đuôi chứng minh nhân dân vào phần comment bên dưới phần livestream nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 1 triệu đồng tiếp theo. Xin mời bộ phận kỹ thuật bắt đầu. Và như vậy chúng tôi xin chúc mừng khách hàng Hứa Chí Cường với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 7054. Một lần nữa xin được chúc mừng khách hàng Hứa Chí Cường với 4 số đuôi chứng minh nhân dân 7054. Cũng tương tự như khách hàng vừa rồi, khách hàng Hứa Chí Cường chúng ta hãy nhanh tay bình luận tên của mình nhé. Và bây giờ sẽ là giải thưởng thứ 3 và cũng là giải thưởng cuối cùng dành cho 3 khách hàng may mắn nhất của chương trình ngày hôm nay tham dự sự kiện này. 1 triệu đồng sẽ thuộc về ai? Xin mời bộ phận kỹ thuật bắt đầu. Và như vậy chúng ta sẽ được chúc mừng 1 triệu đồng tiếp theo thuộc về khách hàng Nguyễn Đăng Sơn với 4 số đuôi chứng minh nhân dân là 6860. Một lần nữa xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Đăng Sơn, 4 số đuôi chứng minh nhân dân 6860. Như vậy chúng ta đã chọn ra được 3 vị khách hàng may mắn nhất tham dự sự kiện ngày hôm nay với 3 giải thưởng mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Và một lần nữa, 3 vị khách hàng may mắn vừa rồi chúng ta hãy nhanh tay chúng ta bình luận tên và 4 số đuôi chứng minh nhân dân của mình vào phần comment bên dưới chương trình livestream này các anh nhé. Và thưa quý vị, trước khi đến với phần tiếp theo thì chúng tôi cũng một lần nữa xin nhắc lại về chương trình chính sách bán hàng dành cho tất cả quý vị. Chúng ta chọn quyết định sở hữu nhà sau ngày hôm nay. Một lần nữa là chúng ta xin nhắc lại là quý vị chỉ việc thanh toán 25% giá trị căn nhà, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng. 75% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay với ưu đãi lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà. Và cùng với đó, The Son còn áp dụng chương trình cam kết lợi nhuận 6% một năm. Và để mang đến sự an tâm cho quý khách hàng trong bối cảnh hiện nay, tất cả các khách hàng giao dịch thành công chỉ trong ngày hôm nay sẽ được hưởng ưu đãi là gói hỗ trợ kinh doanh lên đến 500 triệu đồng, được tặng máy nước nóng năng lượng mặt trời trị giá 100 triệu đồng, cùng với 3 năm phí quản lý khi nhận nhà, cùng hàng loạt những gói chiết khấu với tổng giá trị ưu đãi lên đến 1 tỷ đồng. Một lần nữa chúng tôi xin được thông tin cùng tất cả quý vị chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho sự kiện ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn trực tuyến lựa chọn mới tại đô thị biển đáng sống hàng đầu khu vực ngày hôm nay của Thanh Long Bay và của Nam Group. Đại diện ban tổ chức Nghĩa Đỗ xin được chân thành cảm ơn tất cả quý nhà đầu tư, quý khách hàng cùng với các chuyên gia tư vấn chúng ta đã tham dự chương trình này. Và hy vọng rằng qua chương trình này tất cả mọi người chúng ta đã có những cảm xúc thật thú vị, có được những kiến thức, những thông tin thật cần thiết để chúng ta có thể tự tin quyết định chọn ngay một sản phẩm ưng ý tại The Son. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, bình an trong mùa dịch này. Một ngày cuối tuần thật vui vẻ và nhiều điều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.